Phần sơ đồ mạng lưới ngăn nước mưa rồi ạ. Cái phần đấy rẻ. Rồi đi chúng ta rút. Cái phần đấy rồi ạ. Cảm ơn nhé. Screen. Alo, như các bạn đã biết là trong hôm trước chúng ta đang học, chúng ta đang dừng lại ở phần về mạng lưới thoát nước mưa. Thì những, đối với cả hệ thống thoát nước, đối với cả mạng lưới thoát nước mưa ấy ạ, thì thông thường sẽ là làm nhiệm vụ là tiếp nhận và vận chuyển, tiếp nhận thu gom và vận chuyển nước tràn bề mặt là nước mưa và nước từ cây rửa đường, hay với cả nước thải sản xuất quy ước là sạch chung về trong một mạng lưới và từ đó sẽ là được xả thẳng ra là nguồn tiếp nhận ạ. Đối với cả hệ thống thoát nước, đối với cả hệ thống thoát nước mưa ấy ạ, thì chúng ta cần phải lưu ý đó là nước mưa cần phải được là thoát đi là nhanh chóng để tránh hiện tượng là úng ngập, nên chúng ta sẽ là thường sử dụng cái sơ đồ vuông góc. Sơ đồ vuông góc đấy là gì? Đó là các tuyến cống chính, các tuyến cống chính ạ, nó sẽ phải vuông góc với cả cái đường ống nước và nước và cái phần nước và phần nước được vận chuyển trong cái sơ đồ vuông góc đó không cần phải xử lý ở trong các nhà máy xử lý nước thải. Vì thế nên sơ đồ vuông góc
sẽ là thích hợp nhất để chúng ta để chúng ta áp dụng cho mạng lưới thoát nước mưa. Cần truyền tải một cái lượng nước lớn, không yêu cầu phải xử lý, nên cái sơ đồ cung cấp này sẽ là hợp lý nhất. Đối với cả hệ thống thoát nước mưa thì chúng ta, đối với mạng lưới thoát nước mưa, bạn có thể xây dựng dạng hở hoặc là kín hoặc là kết hợp bạn. Hở ở đây là gì? Đấy là các kênh mương máng lộ thiên. Còn hệ thống mà đặt ngầm chìm ở dưới lòng đất ạ, thì chúng ta sẽ có, đó là hệ thống kín. Đối với cả hệ thống thoát nước điện, đối với cả hệ thống thoát nước mưa mà chúng ta, hệ thống thoát nước mưa mà chúng ta là xây ngầm hoàn toàn dưới lòng đất ạ, thì chúng ta sẽ có, đó là sơ đồ, ở đó chúng ta sẽ có là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Đối với cả các kênh mương máng lộ thiên thì chúng ta sẽ có, đó là hệ thống thoát nước mưa, đó là hệ thống thoát nước riêng không hoàn toàn. Đối với cả các hệ thống thoát nước riêng này, dù không hoàn toàn hay là có hoàn toàn, thì bạn sẽ là không cần phải xây dựng trạm xử lý cho nước mưa. Còn đối với cả, còn trong trường hợp mà bạn muốn thu gom và xử lý cái phần nước mưa đợt đầu ý, nước mưa rơi xuống trong thời gian khoảng 10 đến 15 phút đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ phải xây dựng các đập tràn để tách cái phần một phần nước mưa này và đưa về trạm xử lý nước thải cùng với cả nước thải sản xuất bẩn và nước thải sinh hoạt ạ. Thường thì cái việc mà bạn lựa chọn cái sơ đồ hệ thống thoát nước bạn sẽ lựa chọn hệ thống thoát nước riêng không hoàn toàn ý, với cả mạng lưới thoát nước mưa hở, thì chúng ta áp dụng cho cái khu dân cư có mật độ là dân cư thấp, khoảng dưới là 150 người trong 1 hecta. Còn trong trường hợp mà dân số đã đến là trên 25.000 người, dân số mà lớn hơn 25.000 người rồi, mật độ dân cư cao ấy ạ, và lượng nước mưa lớn như ở Việt Nam mình, ở đô thị như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, thì chúng ta nên sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, với cả mà hệ thống cống ngầm. Tuy nhiên như ở Hà Nội với cả Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ạ, thì về cơ bản là chúng ta vẫn đang sử dụng, đó là hệ thống thoát nước chung, nước mưa và nước thải là đi chung vào trong, nước mưa và nước thải là vẫn được đi chung trong một hệ thống cống, và để một hệ thống cống và vận dụng các kênh mương máng lộ thiên. Đây là do lịch sử để lại thôi. Và trước đây là hiện giờ chúng ta vẫn đang vận dụng một phần các kênh mương máng lộ thiên và hệ thống cống là được xây dựng từ thời Pháp thuộc, và lúc đấy là người Pháp họ muốn xây là dành cho là mạng lưới thoát nước mưa của hệ thống thoát nước riêng ạ. Rồi, một số cái nguyên tắc khi chúng ta lưu ý khi mà vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa thì cũng giống như là với cả thoát nước thải. Đầu tiên đó là bạn phải tận dụng địa hình, nước chảy trũng trũng để nước có thể là tự chảy được. Trong trường hợp cần thiết thì chúng ta mới phải xây dựng các cống có áp và trạm bơm. Ví dụ như Hà Nội hiện nay là chúng ta là thu gom toàn bộ nước mưa và nước mưa, và chúng ta đưa về là tập trung là ở chỗ cái hồ đồng Mũi Yên Sở, và từ trạm bơm Yên Sở là bạn sẽ là bơm ra bên ngoài qua đi và đổ vào sông Hồng. Đấy là trong trường hợp là bất khả kháng thì chúng ta mới phải làm như vậy. Còn nếu không ạ thì chúng ta sẽ là tận dụng độ dốc địa hình để có thể thu gom nước mưa và đổ trực tiếp ra sông, không nên là có các trạm bơm. Tại vì cái công suất của trạm bơm trong trường hợp này nó sẽ phải rất là lớn để có thể là bơm được toàn bộ cái lượng nước mưa như vậy. Chiều dài ngắn nhất dĩ nhiên rồi là để chúng ta có thể là giảm bớt được cái độ sâu chôn cống. Độ sâu chôn cống của nước mưa ấy ạ, thường nó sâu hơn khá là nhiều so với cả là các cống thoát nước thải. Lý do lưu lượng của nước mưa lớn và để đảm bảo có thể truyền tải được cái lượng nước mưa đấy dẫn nó đi ạ, thì bạn sẽ phải đặt cống có độ sâu lớn. Và nếu như mà cống mà nó sâu quá mức ạ, thì nhiều khi là cái đáy của cống ấy nó còn thấp hơn là cái đáy của sông, và khi đấy thì nước mưa nó không thể nào đổ ra được sông cả. Thường thì chúng ta sẽ phải là cân nhắc để làm sao ấy ạ, là tính toán làm sao ấy để cho là cái cống thoát nước mưa ấy, cái miệng xả thoát nước mưa ấy, nó có thể phải là ngang bằng hoặc là cao hơn cái mực nước có ở trong cái nguồn tiếp nhận sông hồ. Vì thế nên chúng ta sẽ phải, khi mà vạch tuyến ấy ạ, bạn sẽ phải lựa chọn cái đường đi là ngắn nhất có thể để giảm bớt cái chiều sâu đặt cống này. Hai, đó là chúng ta là nên tận dụng các hồ có sẵn ở trong đô thị để làm các hồ điều hòa thoát.
thoát nước mưa. Ví dụ như là của Hà Nội hiện nay thì chỉ tính trong khu vực nội đô thôi thì chúng ta đã có hơn 100 hồ ao hồ nhỏ. Thì các ao hồ này trước đây ạ, khi mà độ dân số chưa lớn thì sẽ là cái nguồn thì sẽ đóng vai trò rất là lý tưởng để mà điều tiết cái lượng nước mưa sẽ là được thoát vào đấy, và sau một thời gian thì là mới được dẫn ra các cống bên ngoài hoặc là sẽ là thấm xuống dưới đất. Còn hiện nay ạ, thì gia tăng dân số cơ học ở Hà Nội khá là lớn, mật độ dân số càng ngày càng cao thì là diện tích của các hồ này đã bị san lấp đi rồi, đã bớt đi rồi. Và cái hồ ấy ạ, hồ thì thường là hồ, các hồ này thì lại để tiếp nhận thêm cả nước thải sinh hoạt nữa. Vì thế nên là cái lớp bùn hồ càng ngày càng dày và chiều sâu của hồ cũng càng ngày càng giảm. Nếu như trước đây nó tầm khoảng là 3 mét trở lên thì bây giờ chỉ còn khoảng là tầm 1 mét rưỡi cho đến là 2 mét mà thôi. Mất 1 mét là do là thành lớp bùn dày lên. Vì thế nên cái khả năng trữ nước mưa của các hồ này là bị suy giảm đi là khá là đáng kể. Một cái yêu cầu nữa khi mà vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa, bạn cần lưu ý đó là cái diện tích phục vụ phải được nhiều nhất ạ. Thông thường thì cái diện tích phục vụ của một tuyến cống chính thoát nước mưa ấy, tuyến cống lưu vực ấy, thì nó sẽ phải khoảng là tầm 100 cho đến là 1.000 hecta. Đấy là theo các quy chuẩn cho phép. Nhưng thực tế thì chúng ta sẽ chỉ là khoảng là 200 cho đến là 500 hecta thì là để thu gom nước mưa. Rồi, chúng ta sẽ tính sau khi mà phải, ngoài ra thì còn một số cái yêu cầu khác, ví dụ như là hệ thống cống thoát nước mưa thì tránh giao cắt với cả các đường giao thông lớn, tránh phải giao cắt với cả các đường sắt. Thì cái này tương tự như vậy ở phần nước thải thì bạn lưu ý. Thì cái việc tránh giao cắt như vậy sẽ là giảm giúp cho chúng ta là giảm bớt được cái độ khó khi thi công sau này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tính toán thoát nước mưa như thế nào. Đối với cả tính toán thoát nước mưa ấy ạ, thì việc đầu tiên của chúng ta đó là bạn phải xác định được cái lưu lượng tính toán của nước mưa. Cái việc xác định lưu lượng tính toán của nước mưa ấy là để giải quyết hai cái nhiệm vụ, là nước xác định cái lưu lượng nước mưa xối xuống ngay tại trong thời điểm đó, và thứ hai đó là xác định lượng nước mưa trong từng đợt. Nhiệm vụ mà xác định lượng nước mưa xối xuống là chúng ta sẽ phải căn cứ phân tích những số liệu về lượng mưa này, cường độ, thời gian, tần suất và chu kỳ mưa. Còn cái nhiệm vụ thứ hai là xác định lưu lượng nước mưa trong từng cái đợt mưa ấy, trong từng đợt mưa, trong cả cái mưa đó ấy, thì chúng ta sẽ phải xác định những cái thông số tính toán như là độ giới hạn và thời gian kéo dài của trận mưa. Và cái nhiệm vụ mà xác định cái lượng nước mưa rơi xuống trong từng đợt ấy, thì bao gồm cái việc là chúng ta xem xét đến tính chất mặt phủ của khu vực đó. Khu vực mà bê tông nhiều, mật độ xây dựng lớn như ở Hà Nội, thì cái cường độ giới hạn và thời gian kéo dài của trận mưa ấy, thì cái cường độ và thời gian mưa mà chúng ta tính toán ấy, nó sẽ phải là lớn hơn và dài hơn so với cả các khu vực mà có cái điều kiện mặt phủ là chủ yếu là cây xanh, ví dụ như là ở trên các tỉnh miền núi phía Bắc nơi mà mật độ cây xanh còn lớn chẳng hạn. Cường độ và thời gian thì chúng ta sẽ là thường là đo bằng các thiết bị máy đo, và cái này thì chúng ta sẽ là nhận thông số từ bên khí tượng thủy văn. Và cường độ mưa ấy, thì chúng ta sẽ, sau này bạn đọc thông thời điểm thì bạn sẽ thấy nó đó đề cập đến là theo chiều cao theo lớp nước, và thứ hai là chiều cao theo thể tích ạ. Cường độ mà theo chiều cao ấy thì chúng ta sẽ là áp dụng để mà tính toán cho hệ thống thoát nước bên trong công trình. Tính đến là cái lượng nước mưa lượng nước mưa có thể là chiều sâu của cái lớp nước mưa rơi xuống trong cái khu vực cái ngôi nhà này của chúng ta. Còn cường độ mưa mà chúng ta tính theo thể tích ấy, thì sẽ là được áp dụng để tính toán cho mạng lưới thoát nước mưa này. Cường độ mưa theo thể tích ở đây chắc đó là cái lượng nước mưa mà rơi xuống trong một đơn vị thời gian, trong một đơn vị diện tích, trong một đơn vị thời gian ạ.
Chu kỳ mưa. Chu kỳ mưa là thời gian mà chúng ta tính bằng năm lặp lại của một trận mưa có cùng cường độ và thời gian có cùng cường độ và cái thời gian tái lọc. Ví dụ chu kỳ ví dụ như thế này, chúng ta sẽ thấy đó là có những cái chu kỳ mưa, những cái chu kỳ lặp lại khoảng thời gian mà tái lặp lại của cơn mưa lớn của những năm của năm 2008 ấy ạ. Thì cái trận mưa đấy ạ, thời gian tái lặp lại của nó phải tính bằng mấy chục năm cơ, 20 hơn 20 năm. Trong khi đấy với cả những cái trận mưa mà có cường độ mưa, lượng mưa rơi xuống là ngắn hơn, thì bạn sẽ thấy là chúng ta hay gặp hơn là cái chu kỳ mưa thì nó sẽ là cái chu kỳ mưa thì sẽ là ngắn hơn. Một cái khái niệm nữa chúng ta các bạn lưu ý đó là cái chu kỳ tràn cống. Chu kỳ tràn cống nhé, lưu ý nhé. Chu kỳ tràn cống là thông thường chúng ta tính bằng năm ấy ạ, là thời gian tính bằng năm của một trận mưa mà nó vượt quá cái cường độ giới hạn, hay là vượt quá cái cường độ tính toán, hay là vượt quá cái sức truyền tải của cống, và thông thường được ghi bằng chữ P. Chu kỳ tràn cống nhé là cái thời gian tính bằng năm của một trận mưa nó vượt quá cường độ tính toán hay vượt quá cái sức truyền tải của cống, và ghi hiệu là P. Nếu chúng ta xác định đúng cái giá trị P, giá trị cường độ tính toán, xác định đúng cái giá trị P, giá trị của chu kỳ tràn cống ấy, thì nó sẽ mang lại cái ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật rất là to lớn. Tại sao? Nếu như bạn lấy P nhỏ, tức là chu kỳ tràn cống mà ngắn thì tức là cái thời gian mà bạn lặp gặp lại cái trận mưa mà vượt quá cái cường độ tính toán sẽ là ngắn. Khi mà chúng ta tính toán thiết kế thì bạn lựa chọn cái cỡ đường kính ống nhỏ, nhưng cái khả năng mà bạn bị ngập lụt ý, khả năng mà bạn thấy tình trạng ngập lụt diễn ra sẽ là cao hơn. Với giá trị P nhỏ thì chúng ta sẽ thấy đấy là đường kính ống nhỏ, bạn chấp nhận là đường kính ống nhỏ, và các cơn mưa và các cơn mưa mà có cái cường độ lớn hơn cái giới hạn tính toán của bạn là sẽ là nhiều, và khi đấy thì dễ xảy ra tình trạng là ngập lụt. Ngược lại, khi mà bạn chọn cái chu kỳ tràn cống mà lớn, giá trị P mà lớn ấy, thì sẽ an toàn hơn. Đó là chúng ta sẽ là lựa chọn các cỡ đường kính ống cống. Bạn lựa chọn các cỡ đường kính cống, các cỡ cống, kích thước cống nó lớn để tránh xảy ra tình trạng là ngập lụt. Nhưng bù lại, bạn bị thiệt về mặt kinh tế. Đấy là đường kính và kích thước cống lớn thì sẽ đẩy cái giá thành xây dựng lên ạ. Vì thế, việc tính toán P, việc lựa chọn cái giá trị P, giá trị của chu kỳ tràn cống, nó có ý nghĩa về kinh tế kỹ thuật rất là lớn. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái giá trị P phụ thuộc vào đâu ạ? Bạn cần căn cứ theo tính chất của cái công trình đó và điều kiện địa hình của khu vực đó để mà lựa chọn P. Ví dụ, đối với cả các khu dân cư và thành phố nhỏ, thì bạn có thể chọn giá trị P nhỏ, cỡ khoảng là 0,3 cho đến là 1 năm. Thường là P người ta chọn bằng 1 năm, khu dân cư và thành phố nhỏ nhé. Còn đối với cả các thành phố lớn và các khu công nghiệp lớn nhé, thành phố lớn và khu công nghiệp lớn, thì chúng ta chọn P là 1 cho đến là 3 năm. Còn với cả các khu đặc vực đặc biệt quan trọng, ví dụ như là Hà Nội mình chẳng hạn, thì cái giá trị P này nó lớn, nó phải bạn lựa chọn là 10 năm cơ. Đấy là cái ý nghĩa của cái chu kỳ tràn cống. Sau khi mà chúng ta đã xác định xong một số những cái thông số cơ bản, các thông số cơ bản, chúng ta đã lựa chọn xác định xong một số các thông số cơ bản về thủy văn hay là thủy lực, ví dụ như là cường độ, chúng ta xác định xong các thông số như là thời gian mưa rồi này, rồi là chu kỳ mưa này, cường độ mưa theo lớp nước, cường độ mưa tính theo thể tích xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là tính toán cái
tính toán tiếp cái cường độ mưa và để áp để có thể là đưa vào trong công thức tính công thức thủy lực của mạng lưới thoát nước mưa. Khi tính toán thủy lực thoát nước mưa thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái phương pháp gọi là phương pháp cường độ giới hạn. Cái phương pháp cường độ giới hạn này thì người ta sẽ phát biểu rằng đó là người ta sẽ phát biểu như này là lưu lượng nước mưa ở tiết diện tính toán sẽ đạt giá trị cực đại khi thời gian mưa bằng với cả thời gian nước chảy từ một điểm xa nhất của lưu vực thoát nước tới cái tiết diện tính toán ạ. Cái phương pháp cường độ giới hạn này đó là gì? Đó là lưu lượng nước mưa ở cái tiết diện tính toán phải đạt được cái giá trị cực đại khi thời gian mưa bằng với cả thời gian nước chảy từ một điểm xa nhất của lưu vực thoát nước mưa tới cái tiết diện tính toán. Một lời ví dụ chúng ta sẽ là xem xét đến cái lưu vực thoát nước của sông Kim Ngưu. Thì trường xây dựng của mình là nằm ở trên cái lưu vực thoát nước của sông Kim Ngưu đó. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái tiết diện tính toán là tại là miệng phía trước cổng trường, phía trước cổng trường ở trên đường Giải Phóng, ở trên mặt phố Trần Đại Nghĩa. Thì chúng ta nội dung của phương pháp cường độ giới hạn này sẽ, khi mà áp dụng cho miệng cống tại số 10 Trần Đại Nghĩa thì nó sẽ là như thế nào? Tức là lưu lượng nước mưa mà rơi xuống nhá, lưu lượng nước mưa rơi xuống và thu gom lại được ở cái tiết diện miệng cống Trần Đại Nghĩa này, nó sẽ phải đạt được cái giá trị cực đại khi mà thời gian mà nước mưa rơi xuống từ đầu trận cho đến khi mà nó đạt được cái giá trị cực đại đấy, nó phải bằng cái thời gian mà nước chảy từ cái điểm xa nhất của lưu vực thoát nước sông Kim Ngưu, ví dụ như là từ phố Lê Duẩn chẳng hạn, cho đến là điểm số 10 đường Trần Đại Nghĩa. Thì nội dung của tại sao chúng ta lại lựa chọn cái phương pháp cường độ giới hạn này làm phương pháp tính toán? Lý do đấy là mục tiêu của thoát nước mưa hiện giờ đấy là chúng ta sẽ phải là truyền tải và vận chuyển nước mưa thoát ra khỏi khu vực đô thị càng nhanh càng tốt. Vì thế nên cái thời gian từ khi bắt đầu trận mưa cho đến khi mà nước chảy đầy trong cống ở phía đường Trần Đại Nghĩa nhỉ, nó sẽ phải bằng với cả cái thời gian mà nước nó thu gom được từ đường Lê Duẩn cho đến là đường Trần Đại Nghĩa. Ý nghĩa ở đây là gì? Đấy là toàn bộ nước mưa hình thành rơi xuống ở trên đường Trần Đại Nghĩa, trên phố Lê Duẩn được bao nhiêu ạ, thì sẽ phải là nhanh chóng truyền tải đi và đến được là cái vị trí tiết diện tính toán của chúng ta, đến được cái vị trí miệng xả của chúng ta. Đây là nội dung của cái phương pháp tính toán cường độ mưa giới hạn, phương pháp tính toán dựa theo là phương pháp cường độ mưa giới hạn. Thì sau khi mà chúng ta đã tính toán xong được cái lưu lượng tính nước toán nước thoát nước thì chúng ta sẽ tiếp tục là lựa chọn là các cỡ đường kính ống. Chúng ta tiếp tục lựa chọn và xác định các cỡ đường kính ống rồi là độ dốc thích hợp để đặt và lưu ý. Và xác định được các độ dốc D, I và V. Nhưng bạn cần lưu ý ở đây, đấy là cống thoát nước mưa ấy ạ. Cống thoát nước mưa ấy ạ là sẽ phải là chảy đầy với cả cái độ đầy hoàn toàn là
bằng với cả D, chiều sâu của lớp nước sẽ là bằng đúng với cả cái chiều cao của cống, hoặc là bằng cái cỡ đường kính ống. Khi mà thiết kế thoát nước mưa thì bạn cần phải lưu ý một số chỉ tiêu về kỹ thuật. Ví dụ như là chiều sâu lớn nhất ấy ạ, có ở trong cái kênh mương, chiều sâu lớn nhất trong kênh mương nó chỉ tầm là 1 mét thôi, và tốc độ chảy nhỏ nhất của thoát nước mưa chúng ta thông thường sẽ phải là lấy trong cái khoảng từ 0,6 cho đến là 1 mét trên giây. Đối với cả nước mưa thì chúng ta thông thường người ta sẽ là không quan tâm đến cái vận tốc chống lắng cặn. Lý do này, thành phần cặn ở trong nước mưa ấy thì chủ yếu đó là các thành phần cặn vô cơ, tức là thành phần cát, bụi cát ở trên bề mặt đường, hoặc là ở trên mặt đường, hoặc là ở trên mái nhà. Và các thành phần này nó không dễ bị phân hủy, nó không gây ra thối đữa giống như là thành phần cặn hữu cơ từ trong nước thải sinh hoạt. Thứ hai nữa đấy là nước mưa ấy, thì cái lưu lượng nó rất là lớn nên hoàn toàn dễ dàng là cuốn trôi toàn bộ thành phần cát cặn này và đổ vào tiếp nhận. Vì thế chúng ta sẽ là không quan tâm đến nhiều đến cái tốc độ chống lắng cặn. Và cái tốc độ chảy nhiều nhất ở đây thì cái tốc độ chảy nhiều nhất khi mà chúng ta lựa chọn cho cống ấy, thường chúng ta sẽ là lấy trong khoảng từ 0,6 đến là 1 mét trên giây để tránh cho cái giếng và cái cống của chúng ta là bị quá sâu. Rồi chúng ta lưu ý về độ dốc tối thiểu đối với cả ống nhánh là từ 0,008 phần nghìn cho đến là khoảng là 15 phần nghìn. Độ sâu và độ dốc của các cậu ống này thì thường nó là không quá lớn để tránh cho là độ sâu trong cống của toàn tuyến nó bị đẩy lên. Còn độ dốc tối thiểu đối với cả máng hở ấy, thì chúng ta sẽ là lấy theo quy phạm và lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1957 ạ. Và hệ thống thoát nước mưa thì chúng ta có thể là các kênh mương rãnh hở hoặc là hệ thống cống ngầm và có thể là hệ thống hỗn hợp. Thì kênh mương rãnh hở là chúng ta hay sử dụng trong hệ thống thoát nước riêng không hoàn toàn, và hệ thống cống ngầm thì chúng ta sử dụng trong hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn ạ. Đối với cả cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa này thì bạn xem thêm ở trong giáo trình, bạn xem thêm ở trong giáo trình phần về là giếng thu nước mưa thì nó sẽ là có một cái đặc điểm hơi khác so với các giếng thoát nước thải, đó là có thể có phần lắng cặn hoặc là không có phần lắng cặn. Giếng thu nước mưa mà có cái phần lắng cặn ấy ạ, thường là chúng ta sẽ sử dụng ở những nơi đất đai bằng phẳng, và không có hồ chứa nước lớn. Còn đối với cả giếng thu phổ biến hơn ấy, thì chúng ta sử dụng đó là giếng thu không có cái phần lắng cặn này. Lưu ý nhé, giếng thu nước mưa mà có phần lắng cặn ta sẽ sử dụng ở nơi đất đai bằng phẳng, không có các hồ chứa nước lớn. Còn với cả giếng thu, còn đa phần thì giếng thu nước mưa hiện nay thì chúng ta sử dụng đấy là cái loại mà không có cái phần lắng cặn đây. Với cả nước mưa ấy thì có một bộ phận nữa, một cái bộ phận nữa mà bạn cần phải lưu ý, đó là các hồ điều hòa lưu lượng nước mưa. Hầu nhất hiện nay thì chúng ta sẽ sử dụng đó là tận dụng các hồ tự nhiên đã có sẵn. Hiếm trường hợp là người ta phải đào những cái hồ mới. Chỉ trong những trường hợp mà đặc biệt mà xét thấy hợp lý thì mới phải xây dựng hồ mới thôi. Còn hồ điều hòa lưu lượng nước mưa ấy ạ, thì chúng ta thường tận dụng là các hồ đã có sẵn, và chức năng của cái hồ điều hòa thoát nước mưa đó là để giảm bớt kích thước của cống dẫn nước mưa và giảm bớt công suất của trạm bơm, thì chúng ta nên là lựa chọn các hồ tự nhiên đã có sẵn để
làm các hồ và để làm các hồ điều hòa mượn. Mời bạn Tần. Đấy là nội các là toàn, đấy là toàn bộ nội dung của chương thứ nhất này, à của chương thứ 10 về phần mạng lưới thoát nước mưa. Trong chương thứ 10 về phần mạng lưới thoát nước mưa này, bạn cần phải lưu ý, chúng ta nên ta cần phải nắm được các cái định nghĩa của mạng lưới thoát nước mưa là gì, các bộ phận của mạng lưới thoát nước mưa thì chúng ta sẽ có đó là gì, các đường ống, các kênh, các đường ống này, rồi các giếng thu nước mưa ra sao, rồi các giếng thăm thoát nước như thế nào, vâng. Sau đó chúng ta cần phải nắm được các sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa hiện nay đang được sử dụng, và chúng ta tính toán cái mạng lưới, chúng ta tính toán mạng lưới thoát nước và mạng lưới thoát nước mưa ra sao, các nguyên tắc và tuyến như thế nào ạ, và chúng ta nắm được cái cách tính toán thủy lực đối với cả mạng lưới thoát nước mưa và mạng lưới thoát nước thải. Tính toán đối với cả tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thì bạn sẽ lưu mạng lưới, xin lỗi, tính đối với cả tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước vì đó là vì chúng ta xác định xong là cỡ nước, các cỡ đường kính ống và các xin lỗi các lưu lượng nước thải cần truyền tải, và từ đó chúng ta lựa chọn các thông số như là đường kính, độ dốc và vận tốc. Và chúng ta lựa chọn các thông số là đường kính và độ dốc để đảm bảo các quy định về tốc và độ đầy. Thì tại sao lại phải có các quy định về vận tốc và độ đầy? Thì bạn phải xem lại về ý nghĩa của các khái niệm như là vận tốc chống lắng cặn, rồi là độ đầy tối đa, tại sao lại có các thông số này. Chúng ta cần phải lưu ý về là mình lựa chọn các loại cấu tạo và cấu tạo của các loại vật liệu làm ống thoát nước, và nắm được cấu tạo của trạm bơm, của các giếng thăm đang hoạt động cấu tạo ra sao, giếng thăm, giếng chuyển bọc, giếng thu nước mưa. Đối với hệ thống thoát nước mưa bên ngoài, chức năng là gì, đặc điểm của cống. Đối với ở cống thoát nước mưa, bạn lưu ý đó là chúng ta sẽ là độ đầy là tối đa, độ đầy H trên D là bằng 1. Và do cái đặc điểm của mạng lưới thoát nước mưa mà cái giếng thu nước mưa ấy, thường chúng ta có thể là có hoặc không có cái phần chống, có cái phần là lắng cặn. Tại sao lại như vậy? Đối với cả sơ đồ thoát nước mưa thì bạn lưu ý đó là chúng ta chủ yếu là sử dụng đó là sơ đồ vuông góc, và trong và các bộ phận của sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa thì có thể có hoặc không có trạm xử lý nước hạ, trạm xử lý nước có không thể có thể có hoặc không có trạm xử lý, và có thể là có giếng tràn áp dụng trong những trường hợp nào. Rồi tính toán mạng lưới thủy lực thoát nước mưa của chúng ta đó là bạn sẽ phải là xác định các thông số thủy lực, thủy văn, chu kỳ mưa, thời gian mưa, cường độ mưa, cường độ mưa. Độ mưa. Rồi sau đấy là chúng ta xác định chu kỳ tràn cống. Chu kỳ tràn cống và ý nghĩa của cái chu kỳ tràn cống này. Rồi sau đó là chúng ta xác định như vậy là sau khi mà sau từ đó chúng ta sẽ xác định được cái lưu lượng nước mưa truyền tải cho cống, và từ đó cũng sẽ xác định được các giá trị là D, I, V. Lưu ý ở đây là độ đầy của nước mưa thì là bằng 1. Đấy là những cái khái niệm chung của cái chương thứ 10 này. Thì bạn có gì cần thắc mắc, còn cần hỏi về cái chương thứ 10 về mạng lưới thoát nước này không ạ? Nếu không có thì chúng ta sẽ là tạm nghỉ trong ít phút nhé.
Alo, các bạn theo dõi một cái đoạn video về các biện pháp để xử lý nước thải nhé. Sẽ là phần tiếp theo của chương trình học của chúng ta hôm nay. Just like all dogs go to heaven, all drains in a city lead to a wastewater treatment plant where that wastewater gets turned back into water that we can drink. Now, you may be thinking that you'd rather just let bygones be bygones and not think about this nasty part of real life. But here's the thing. Chances are you've drunk water that was waste at some point, so you might want to take some time to understand this engineering process that makes dirty water clean. Here's where it starts. The toilet. Once you're done doing your business and flush that magical handle, your waste ends up at the inlet of one pretty interesting place, a wastewater treatment plant. Why is this place so interesting? Because it takes arguably one of the most disgusting substances in the world and turns it back into something that is essential to all life. Flushing just your toilet at halftime may not seem like a big deal, but when you couple it with thousands, if not millions, of others doing the same, it can result in some pretty high sewage flow rates. New York City has an array of 14 wastewater treatment plants that handle a combined 1.3 billion gallons of wastewater daily. That's enough wastewater to fill the Dead Sea with pure sewage in just 8 years. And that's just New York City. There are an estimated 14,748 treatment plants in the U.S. alone that 76% of the USA's population relies on, according to the American Society of Civil Engineers. Understanding wastewater is crucial to understanding the critical infrastructure needed to support modern life. That brings us to the first step of the process that handles larger items in sewage, things like flushable wipes, 2x4s, toys, or even guns. You name it, and it's probably been caught in a bar screen. Bar screens are exactly what you would think. They are large vertical bars that stand at the inlet of nearly every wastewater treatment plant, designed to stop larger items from getting to the plant and hurting machinery. This first process where bar screens are used is commonly referred to as pretreatment. The sole intention of pretreatment is to remove the outliers in the sewage and make the whole mixture a little more homogeneous, or slightly less chunky. Bar screens are typically mechanically raked at certain intervals, depending upon the flow rates of the water treatment plant, although some older plants will still have more manual removal processes. Whatever is removed from the bar screens is then sent off to your average landfill or solid waste handling facility. Or, in the case of unusual items such as guns, they're sent off to the evidence locker in a police station to be investigated. Next up is the grit chamber. Grit chambers are the next steps in the pretreatment process following bar screens. Since these bars don't catch everything, larger particles called grit still need to be removed from the sewage as it is made even more homogeneous. As the sewage flows into the grit chamber, the velocity of the rather viscous sewage is adjusted to allow for particles of sand and rock to settle out. This is needed because these particles can't be removed using chemicals, and they could potentially clog or destroy pumps later on in the process. There are three types of these chambers: horizontal grit chambers, aerated grit chambers, and vortex grit chambers, which all accomplish the same task using slightly different methods. Following the grit chambers, the sewage will move on to the primary treatment process, which starts with a large basin called a primary clarifier. Primary clarifiers and clarifiers in general function on the principle of... Rồi ạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ là tiếp tục bài học ngày hôm nay nhé. Như vậy là trong các chương trước là chúng ta đã tìm hiểu về mạng lưới thoát nước, chúng ta đã tìm hiểu xem là từ nước thải sau khi mà được hình thành thì sẽ được thu gom và vận chuyển trong các hệ thống, trong các mạng lưới và hệ thống như thế nào để đến được nguồn tiếp nhận hoặc là đến được các công trình làm sạch. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang chương thứ 11 là chương xử lý nước thải. Thì xử lý nước thải sẽ là giai đoạn cuối cùng của hệ thống thoát nước thải ạ. Xử lý nước thải bạn cần hiểu đấy là một cái quá trình công nghệ để làm cho nước thải trở nên sạch hơn và đủ tiêu chuẩn vệ sinh để xả vào cái môi trường tiếp nhận. Bạn biết là rằng là sau các quá trình nước chúng ta khai thác lên được làm sạch, đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn sử dụng thì mới được cấp vào mạng lưới để cho là các đối tượng sử dụng nước sử dụng ạ. Và sau quá trình sử dụng này thì là nước thải thì là chúng ta sẽ hình thành ra là nước thải là nước mà đã bị biến đổi về thành phần tính chất, nó không còn đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng nữa.
Và bây giờ chúng ta cần phải xả ra môi trường bên ngoài, xả ra môi trường bên ngoài, thì cái bước xử lý nước thải này sẽ là để làm sạch cái nước thải đó. Thường nước thải nếu không ạ, thì nước thải mà chưa xử lý nó sẽ không thể không đạt được các tiêu chuẩn về môi trường, mà nó sẽ có thể là gây ra cái hiện tượng là ô nhiễm nguồn nước ạ. Thì trong chương này, trong chương thứ 11 này, trong buổi học ngày hôm nay ạ, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần và tính chất của các loại nước thải. Sau đó chúng ta tìm hiểu xem là khi mà xả ra nguồn ạ, thì nó sẽ gây ra ô nhiễm nước như thế nào, và từ đó chúng ta nên sử dụng các quá trình công nghệ hay là các phương pháp và sơ đồ dây chuyền công nghệ như thế nào để có thể là làm sạch được nước thải. Thì nước thải mà hình thành trong khu vực đô thị ạ, thì sẽ là bao gồm ba cái loại chính, đó là nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa đợt đầu. Đối với cả nước thải sinh hoạt thì chúng ta sẽ có từ các khu vực dân cư, rồi từ có thể là từ hoạt động sinh hoạt trong khuôn viên của các nhà máy công nghiệp chẳng hạn. Thì cái nước thải sinh hoạt này sẽ bao gồm hai loại, đó là nước đen và là nước xám. Nước đen hình thành từ khu vực nhà vệ sinh, bao gồm có cả phần chất lỏng và phần chất rắn. Và chất lỏng và phần chất rắn gồm cả cái phần nước tiểu và phần phân. Còn nước giặt thì sẽ là còn phần nước xám thì chủ yếu là từ các hoạt động là giặt rửa, sẽ là hình thành từ các khu vực, ví dụ như là chậu giặt này, rồi chậu các chậu rửa mặt này, từ khu vực chậu bếp của chúng ta. Đối với nước thải sản xuất thì chúng ta chia thành ba hai loại, đó là nước thải sản xuất quy ước sạch, và thứ hai đó là nước thải sản xuất bẩn. Đối với cả một loại nước thải nữa trong khu vực đô thị mà chúng ta cần phải quan tâm hướng đến xử lý, đó là nước mưa đợt đầu. Nước mưa đợt đầu thì là nước mưa mà rơi xuống trong thời gian khoảng 10 phút đầu tiên và trong các trận mưa, hoặc là trong các trận mưa đầu mùa, khi mà khoảng cách giữa các cơn mưa là lớn là dài. Đối với cả mạng lưới thoát nước riêng ạ, hệ thống thoát nước riêng, thì chúng ta sẽ có là mạng lưới thoát nước thải, thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất bẩn. Còn đối với cả nước thải sản xuất quy ước là sạch và nước mưa thì chúng ta thu gom để đưa vào là mạng lưới thoát nước mưa. Đối với cả hệ thống thoát nước nở riêng thì phần thoát nước thải, phần nước thải mà chúng ta thu gom về nhà máy xử lý nước thải ạ, sẽ bao gồm có nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và là nước mưa đợt đầu nữa. Còn nước mưa sau 10 phút đầu tiên và nước thải sản xuất quy ước là sạch thì thường là chúng ta sẽ đưa thẳng xả trực tiếp vào các nguồn tiếp nhận. Trong chương trước chương thứ 10 ạ, là chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm xin lỗi chương thứ 9 là chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm của từng cái loại nước thải. Nếu xét riêng nước thải sinh hoạt có tính chất gì, nước thải sản xuất có tính chất gì và nước mưa thì sẽ có là tính chất gì. Còn trong chương này chúng ta sẽ là xét chung tính chất của tổ hợp nước thải đô thị. Nước thải đô thị sẽ là ở đây chúng ta quan điểm đó là nước thải phần nước thải sinh hoạt và là nước thải sản xuất phần nước thải sản xuất bẩn sau khi mà đã được xử lý sơ bộ ở trong các nhà máy xử lý nước thải rồi ạ, trong khuôn viên của các khu công nghiệp rồi ạ. Còn nước mưa đợt đầu thì chỉ có nước mưa thì chúng ta sẽ là không xét đến tổ ở đây nhé, lưu với bạn là chúng ta sẽ xét đến là tổ hợp của nước thải đô thị. Đối với cả nước thải đô thị thì chúng ta đối với cả nước thải đô thị thì nó sẽ có các thành phần và tính chất ra sao ạ? Đối với cả nước thải đô thị thì đa phần thì nếu mà tính theo thể tích ạ thì tiềm chiếm tỷ trọng lớn đó là nước thải phần là nước thải sinh hoạt. Còn phần thứ hai đó là nước thải công nghiệp, thì nước thải sinh hoạt chiếm hiện giờ chiếm khoảng là 60-70% tổng thể tích của nước thải đô thị. Phần nước thải công nghiệp
là sau khi đã xử lý hết thì nó chiếm chỉ khoảng là 30% thôi. Và phần nước thải công nghiệp mà xả vào hệ thống thoát nước của thành phố ấy, đi vào mạng lưới thoát nước của thành phố ấy ạ, thì đa phần là cái phần là chất lỏng. Còn cái nước thải sinh hoạt thu gom từ các hộ gia đình của chúng ta này, từ các khu dân cư này này, thì sẽ bao gồm cả các thành phần là pha rắn và cả là pha lỏng và cả pha lỏng. Đối với cả phần nước thải sinh hoạt này, bạn sẽ thấy phần pha lỏng, phần nước ấy ạ, chiếm 99,9%. 0,1% còn lại là các chất rắn. Và chất rắn này thì sẽ gồm có cả các thành phần các chất hữu cơ và các thành phần là chất vô cơ với tỷ trọng của nó khác nhau. Đối với các chất hữu cơ thì chúng ta sẽ có là các loại protein, carbohydrate, cái chất béo. Còn các thành phần vô cơ có ở trong nước thải sinh hoạt đó là cát, muối và thành phần kim loại. Ngoài ra ấy, thì trong thành phần của nước thải sinh hoạt này thì chúng ta sẽ là tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy có sự tồn tại một số những cái loài vi sinh vật gây bệnh và một số các chất độc hại khác, nhưng mà lại nhỏ thôi. Bây giờ ta sẽ là đi tìm hiểu cụ thể hơn và xem các con số cụ thể hơn về thành phần của nước thải đô thị này. Đầu tiên ạ, chúng ta sẽ xem xét về các chất rắn ạ. Các chất rắn của nước thải đô thị thì hiện nay chủ yếu là hình thành từ phần là nước thải sinh hoạt. Cái khối lượng chất rắn ấy ạ, có ở trong nước thải sinh hoạt, có ở trong nước thải đô thị thì thường chúng ta sẽ thấy nó tồn tại ở cả ba dạng. Đó là có thể dạng cặn lắng, dạng chất rắn không lắng được, chất rắn không lắng được. Ví dụ như là dạng keo hoặc là lơ lửng nổi trên mặt nước. Và cuối cùng đó là dạng các chất hòa tan. Các chất cặn lắng được nó chiếm là 40 gram sau một người trong một ngày. Chất rắn không lắng được là khoảng 15 gram sau một người trong một ngày. Và thành phần các chất chủ yếu là các thành phần hoạt chất hòa tan vừa hình thành nên là khoảng 125 gram cho một người trong một ngày. Thì các thành phần chất rắn thì chúng ta phân loại xét đến cái khả năng tan của nó dựa theo là cái kích thước cỡ đường kính cỡ hạt. Ví dụ như là các dạng tan chủ yếu là các ion và phân tử với cỡ là khoảng 10^-6 mm trở xuống. Ở dạng keo như nhũ tương ấy, như giống như là ở dạng các serum mà dưỡng da ấy, thì nó khoảng là 10 đường cỡ đường kính của nó 10^-6 đến 10^-4 mm. Còn các chất mà ở cái dạng chúng ta này thì nó có thể là lắng được, kết hợp với nhau để lắng được, hoặc là có thể là lơ lửng hoặc là nổi trên mặt nước, thì cái cỡ đường kính của nó phải là 10^-4 mm trở lên. Thì cái lượng các chất rắn này này hiện nay ạ, thì người ta sẽ là đo bằng cái chỉ tiêu là SS. Thì phần thứ hai đó là các chất hữu cơ trong nước thì có thể tồn tại ở dưới dạng hợp chất, đó là protein, dạng các là carbon hydrate hoặc là chất béo ạ. Thì các thành phần protein và carbon hydrate này chủ yếu là các thành phần protein carbon hydrate này nó có, đấy là ở trong các thành phần như là xác sinh vật, các chất hoặc là một số cái chất bài tiết của con người. Thì các chất hữu cơ này đặc điểm của nó rất là dễ bị phân hủy, rất là dễ bị phân hủy, chuyển từ dạng là mạch đa mạch dài sang các dạng là mạch đơn nhiều hoạt động của loài vi sinh vật ấy ạ. Và người ta nói rằng các chất hữu cơ này nó dễ là bị phân sinh học, và sản phẩm của cái quá trình phân hủy sinh học đấy sẽ tạo ra các mùi, nó sẽ tạo ra khí như là CO2, CH4 hoặc là H2S. Và thường thì các khí này nó sẽ gây ra cái mùi hôi thối khó chịu cho hệ thống thoát nước của chúng ta. Cái thành ra thì cái thành phần của các chất hữu cơ trong nước thải đô thị chúng ta phân loại đó là protein, đó là carbon hydrate, đấy là tên nhỏ, các nhóm loại chung, nhóm chung của nó thôi. Còn cụ thể tên chính xác cái chất hữu cơ này ạ trong nước thải đô thị thì thường rất là đa dạng và phức tạp, có thể đến hàng trăm cái chất hữu cơ ở trong cái thành phần nước thải đô thị đó. Chúng ta rất là khó để có thể xác định cụ thể từng cái loại chất hữu cơ. Bạn sẽ phải là lấy mẫu phân tích rồi bạn chạy các thí nghiệm, mà mỗi cái mẫu thí nghiệm thì giá thành của nó
có thể là đến vài triệu, có thể là đến vài trăm nghìn, vài triệu một mẫu cơ. Mà tổng cho một mẫu một với cả 100 chỉ tiêu chẳng hạn thì giá thành bị đẩy lên rất là nhiều và không thể làm gì cả. Và chúng ta sẽ chỉ thường là xác định khi mà có nghi ngờ về các chất gây ô nhiễm, gây ô nhiễm mức độ nặng. Vì thế nên đối với cả nước thải đô thị này, xét đến các thành phần các chất hữu cơ đa dạng và phức tạp như vậy thì thường chúng ta sẽ là đánh giá cái độ bẩn của nó qua một số những cái chỉ tiêu đại diện. Có hai cái chỉ tiêu mà chúng ta sẽ xem xét để đánh giá thành phần, để đánh giá mức độ nhiễm bẩn chất hữu cơ, đó là chỉ tiêu BOD và chỉ tiêu COD. BOD là biochemical oxygen demand, là nhu cầu oxy hóa sinh hóa. Ở đây đó là biểu thị cái lượng oxy cần thiết để vi khuẩn ạ, con vi khuẩn có thể là phân hủy cái chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí, trong điều kiện hiếu khí. Thì cái giá trị BOD này chúng ta sẽ thì sẽ cho chúng ta biết rằng là cái khả năng ăn của con vi khuẩn, cái lượng chất hữu cơ mà con vi khuẩn nó có thể tiêu thụ được là bao nhiêu. Với cả các chất, với cả cái mẫu nước thải mà có càng giàu các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, càng dễ để cho con vi khuẩn nó ăn ấy ạ, thì chúng ta sẽ là có cái giá trị BOD càng lớn. Và ngược lại, với cả các chất hữu cơ mà khó để cho vi khuẩn nó phân hủy ấy ạ, thì chúng ta sẽ là không, rất là khó để đánh giá bằng các chỉ tiêu BOD này và sẽ phải phần còn lại. Thường thì cái chỉ tiêu BOD này sẽ là với cả nước mẫu nước thải đô thị thì sẽ là sẽ đánh giá được khoảng là 20 đến 3, họ sẽ đánh giá được khoảng là 70% cái lượng chất hữu cơ có trong toàn bộ cái mẫu nước thải đó ạ. Đối với cả BOD thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có hai cái giá trị, chúng ta sẽ có hai cái giá trị để sử dụng, người ta sử dụng, đó là cái giá trị là BOD 5 và thứ hai đó là giá trị là BOD 20. BOD 5 ở đây đó là lượng chất oxy cần thiết để vi khuẩn nó có thể tiêu thụ 1 gram chất hữu cơ sau thời gian là 5 ngày. Còn BOD 20 đấy là nhu cầu oxy hóa sinh hóa trong thời gian là 20 ngày. Thường thì sau 20 ngày thì con vi khuẩn nó có khả năng là ăn được toàn bộ lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. Còn sau 5 ngày ạ, còn sau 5 ngày thì con vi khuẩn nó ăn được hết là 96% cái lượng chất hữu cơ có ở trong các lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. Vì thế nên trong kỹ thuật xử lý nước ấy ạ, thường thì người ta sẽ là dựa vào cái chỉ tiêu BOD 5 này. Chúng ta sẽ là quan tâm đến cái giá trị BOD 5 này hơn là cái giá trị là BOD 20 này ạ. BOD 5 và BOD 20 nó có cái mối liên hệ với nhau là BOD 5 thường là bằng khoảng là 90 cho đến 96% giá trị của BOD 20 ạ. Như cô vừa nói ở trên, đối với cả nhu cầu oxy hóa sinh hóa BOD là chúng ta đánh giá cái khả năng phân hủy các chất hữu cơ của dựa trên hoạt động của các con vi vật, của các loài vi khuẩn hiếu khí đấy. Còn với cả các thành phần hữu cơ mà con vi khuẩn hiếu khí thì nó không ăn được thì chúng ta làm thế nào? Vì khi đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ tiêu là COD. COD, chính vì thế nên thường là chúng ta sẽ là xem xét là áp dụng cho là các mẫu nước mà có thành phần các mẫu nước thải công nghiệp hoặc là cái đô thị mà có lượng, mà có cái tỷ trọng công nghiệp lớn. Thì cái COD này là nhu cầu oxy hóa hóa học, chemical oxygen demand, cái tắt của từ chemical oxygen demand. Chúng ta đánh giá cái lượng oxy cần thiết để các chất oxy hóa mạnh oxy hóa được 1 gram chất hữu cơ. Trong các thí nghiệm mà để đánh giá chỉ tiêu COD ấy ạ, là chúng ta sẽ sử dụng hai cái loại hóa chất phổ biến, đó là CO, đó là thuốc tím KMnO4 và kali dichromat K2CO2O7. Thế nên sau một số tài liệu sau này bạn có thể tham khảo ạ,
thì sẽ bạn sẽ thấy có hai cái chỉ tiêu, đó là COD phía dưới với là FAM-4, tức là chúng ta sẽ phải cái phép đo, cái phép phân tích mà sử dụng là thuốc tím ạ. Và một chỉ tiêu nữa đó là COD. CR2O7. COD với chất oxy hóa đó là kali permanganat thuốc tím. Và chỉ tiêu thứ hai đó là COD với cả là kali dichromat K2CR2O7. Cái này người ta gọi là nhu cầu oxy hóa hóa học và mối quan hệ giữa chỉ tiêu BOD và COD. BOD đây là BOD 20 nhé. Đó là thường BOD hay chiếm khoảng 80 đến 90% của là lượng COD. Tức là chúng ta thường là áp dụng chỉ tiêu COD này khi mà chúng ta xem xét đến là nước thải công nghiệp. Một cái thành phần khác có ở trong nước thải đô thị mà các bạn cần phải lưu ý đó là chúng ta sẽ có các thành phần các chất, các thành phần các vi sinh, có loại vi sinh vật gây bệnh. Trong nguồn nước chúng ta ấy, có thể có chứa nhiều các nhóm vi sinh vật, vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc, tảo, động các động vật nguyên sinh. Và trong số đó ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cái loại vi khuẩn có thể gây bệnh. Đó là có thể có nhiều cái loại vi sinh vật gây bệnh. Ví dụ như trong có thể là có virus này, có thể có là tà, có thể là vi khuẩn tà lỵ trung hàn, có thể là có các virus gây bệnh đường ruột, ví dụ như là có norovirus hoặc là rotavirus hoặc là một số những cái loại virus gây bệnh về đường hô hấp, thì nó cũng có thể là tồn tại ở trong ruột của con người và sẽ là đi theo cái đường bài tiết ý, để vào trong cái nguồn nước thải. Có một số các loại động vật nguyên sinh, ví dụ như là các ký sinh trùng hoặc là giun xạ hoặc là các loài giun sán thì cũng gây bệnh cho con người. Mà một khi các loài vi sinh vật này từ người bệnh đi vào trong nguồn nước thải, và nước thải đấy nếu không được xử lý xả ra môi trường bên ngoài sông hồ, người dân ở sống ở khu vực đó họ có thể sử dụng nước các nguồn nước này, các nguồn đã tiếp nhận này để phục vụ cho hoạt động sống của họ, câu cá chẳng hạn, rửa ráy, rửa rau chẳng hạn. Thì khi đấy rất là dễ dàng giặt giũ chẳng hạn, thì khi đấy rất là dễ để cho loại vi khuẩn, các loại vi sinh vật cái bệnh này nó tiếp xúc và lại tiếp tục gây bệnh cho các đối tượng tiếp theo. Trong trường hợp lý tưởng ấy ạ, thì chúng ta nên là xác định chính xác tên của các loại virus, nên là các loại vi sinh vật có ở trong nguồn nước. Tuy nhiên, cái việc xác định như vậy thì nó tốn kém mất thời gian và nhiều khi thực sự là chúng ta không cần thiết. Chúng ta cái việc thể xác định đó là gì? Đấy là chúng ta đánh giá là mức độ của cái nước thải đấy là bẩn đến mức độ nào, và chúng ta sẽ dựa vào một số những cái chỉ tiêu đại diện. Đó có thể là các chỉ tiêu ví dụ như là chỉ tiêu coliform, hoặc là chỉ tiêu đó là tổng, hoặc là chỉ tiêu ecoli. Giống như là cô đã giới thiệu với các bạn trong chương mà đánh giá các chỉ tiêu chất lượng nước cấp. Đối với cả các con vi khuẩn, cái chủng coliform ấy ạ, cái chủng coliform được lựa chọn là đại diện cho các loài vi sinh vật, các loài vi sinh vật gây bệnh. Lý do này, nó tồn tại được ở trong là hệ tiêu hóa này, nó có thể tồn tại được ở trong các môi trường nước thải, có thể tồn tại được ở trong môi trường nguồn tiếp nhận sông, môi trường nước sông, nước hồ, nước biển. Và nó giống như là nó tồn tại được trong các môi trường đó giống như là các con vi sinh vật gây bệnh. Rồi cái thời gian tồn tại của nó tương đương hoặc là dài hơi hơn so với cả nó tương đương hoặc là nó ngắn hơn so với cả các con vi sinh vật gây bệnh này. Rồi khi mà trải qua các biện pháp xử lý ạ, có biện pháp xử lý thì khả năng tồn tại của nó là dài hơn so với cả các loài vi sinh vật gây bệnh, hay là khả năng chống chịu với cả các tác nhân, hay là các tác với cả các tác nhân khử trùng ấy.
nó thì là tốt hơn, vân vân. Chính vì lý do đó mà coliform thường là được lựa chọn để làm đại diện, làm chất làm cái loài vi sinh vật đại diện cho là nước thải có chứa, nước thải đã bị nhiễm bẩn và có thể chứa các loài vi sinh vật gây bệnh ạ. Trong coliform, trong cái nhóm cô chủng coliform này, chúng ta có một cái nhánh, đó là cái chủng E. coli. Chủng E. coli này là đặc điểm của nó là chỉ tồn tại được ở trong cái hệ tiêu hóa của con người thôi. Còn các loài coliform khác thì bạn có thể gặp ở trong hệ bài tiết của con người, hệ tiêu hóa của con người. Bạn có thể gặp trong các hệ tiêu hóa của các loài động vật, chó, mèo, trâu, bò chẳng hạn. Khi đấy thì chúng ta sẽ có, khi đấy thì sự của E. coli ạ sẽ chứng tỏ rằng nước thải đã bị nhiễm phân, đã bị nhiễm bẩn bởi các chất bài tiết của con người, và chúng ta dễ dàng là xác định được nguồn gây bệnh là từ con người. Còn đối với cái nhiều khi đối với coliform thì chúng ta chỉ biết là các loài vi sinh vật gây bệnh thôi, còn cái nguồn từ đâu thì chúng ta chưa chắc đã biết được. Vì các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng các chất các đại diện này để xác định xem là nguồn nước thải có chứa vi sinh vật gây bệnh không. Còn trong trường hợp mà với cả thứ trên các yếu tố dịch tễ, các đặc điểm của bệnh mà chúng ta nghi ngờ có sự cái nguồn bệnh đó gây ra bởi cái loài vi trùng nào, thì khi đó chúng ta mới phải xác định danh chính xác cái loại vi sinh vật gây bệnh em nhé. Ví dụ như là thấy có dấu hiệu của bệnh tả hay là bệnh lị, bệnh thương hàn, thì lúc này chúng ta mới phân tích để xác định chính xác đấy là vi khuẩn gây ra, đó là con vi khuẩn cholera hay là các con loài hay là amid hay là các loài amid vân vân. Đấy là cái thành phần tiếp theo trong nước thải đô thị, đó là các loài vi sinh vật gây bệnh. Ngoài ra ấy ạ, trong nước thải đô thị thì vẫn là tiếp nhận một phần cái nước thải công nghiệp. Hiện giờ theo các quy định mới của luật bảo vệ môi trường Việt Nam thì các khu công nghiệp, các xí nghiệp công nghiệp tập trung ấy, chúng ta sẽ phải là thu gom và xử lý sơ bộ ở trong nhà máy ở trong khuôn viên của các khu công nghiệp đó, nhà máy đó, nó phải đáp ứng được là cái cột B của QCVN 40/2011 rồi mới được xả vào mạng lưới thoát nước của thành phố, mạng lưới thoát nước bên ngoài. Tuy nhiên có một cái lưu ý đó là trong các khu đô thị chúng ta vẫn thấy có thể có sự tồn tại, có sự phân bố rải rác của các cơ sở sản xuất nhỏ hàn mạng điện, đúng không nhỉ? Hàn mạng điện giải rác ở trong cái khu vực đô thị của trong các khu dân cư của chúng ta. Khi đấy thì các nước thải từ các khu vực này ạ, từ các nhà máy này chứ nhỉ, thì cũng sẽ là hình thành, cũng sẽ là nước thải từ các sở nhỏ này này, sở nhỏ này 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 cũng sẽ là được thải chung vào nước bên ngoài. Và trong thành phần nước thải đó sẽ có thể là có một số các kim loại nặng, có thể có một số các chất có độc hại, có thể có các dầu mỡ và các chất hoạt động mềm mại. Tất cả là chúng ta là đi vào trong là mạng lưới thoát nước thành phố. Vì thế trong thành phần nước thải đô thị khi mà chúng ta phân tích ra ấy, vẫn có thành phần vẫn có các cái chất độc hại này, kim loại nặng chúng ta sẽ có là cadmium, chrome, nickel từ hoạt động mạng điện. Chúng ta có thể có một số các chất hữu cơ độc hại, các hoạt động ví dụ như là ví dụ là sơn phủ bề mặt chẳng hạn. Chúng ta có thể có thêm được dầu, một số cái chất độc hại và chất hoạt động bề mặt từ các xưởng sản xuất, từ các cơ sở sửa chữa máy móc. Và khi như vậy thì chúng ta cũng sẽ, trong nhà máy của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc và xử lý thêm là các chất độc hại này ạ. À, không biết bạn còn nhớ là ở trong cái phần mà về chúng ta sẽ xác định tính toán, chúng ta xác định cái nhu cầu sử dụng nước ấy, thì cô có đề cập đến rằng đó là chúng ta sẽ phải tính toán, chúng ta sẽ phải cân nhắc thêm có sự phân bố phần tính công suất của nhà máy xử lý nước thiên nhiên ấy. Đó là chúng ta phải tính đến là sự phân bố của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp rải rác ở trong khu vực nhà máy, và thường chúng ta sẽ tính là khoảng bằng 10% so với cả tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, và bạn nhân thêm với cả hệ số là 1,1 trong công thức tính toán về công suất của nhà máy xử lý nước đấy ạ. Vậy thì chúng ta đã biết được cái thành phần của cái nước thải đô thị như vậy rồi, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể đánh giá được
chúng ta sẽ sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá nước thải, như đánh giá thành phần tính chất của nước thải đối với cả các thành phần, đối với cả nước thải này, thì chúng ta cũng sẽ dựa vào ba cái nhóm chỉ tiêu tự nhiên được cấp ấy, đó là chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học và là chỉ tiêu về vi sinh vật ạ. Đối với cả chỉ tiêu vật lý, thành phần vật lý của nước thải, bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cùng có hai cái pha chất lỏng và pha chất rắn. Với cả pha nước thì chủ yếu là tồn tại là các hợp chất ở dạng là xin lỗi, với cả cái phần pha rắn đây này, thì chủ yếu chúng ta xét đến đó là các hàm lượng cặn lơ lửng SS, suspended solids, tính là bằng milligram trên lít. Đó là cách xác định hàm lượng cặn lơ lửng SS này như thế nào. Đó là bạn lấy cái mẫu nước này, bạn lọc qua cái giấy lọc, thì sau đấy này thì cái phần cặn mà còn giữ lại được ở trên trên cái bề mặt giấy lọc ấy ạ, bạn đem nung lên 105 độ C thì bạn sẽ xác định được cái hàm lượng cặn lơ lửng này. Rồi sau đây chúng ta sẽ xác định thêm cái chỉ tiêu tiếp theo, đó là độ màu và là độ mùi. Đối với cả cái độ màu này thì nó sẽ ảnh hưởng cái độ màu này. Nếu như bạn pha xử lý thì khi bạn đưa sang cái nguồn tiếp nhận, nó gây ra cái yếu tố về cảm quan là nước không đủ sạch. Và thứ hai nữa, sự có mặt của độ màu đó là do còn có các ion có ở trong nước, có thể là ion sắt, có thể là ion mangan, ion về kim loại nặng đấy. Và khi còn là tồn tại độ màu thì chứng tỏ rằng cái nguồn nước của chúng ta vẫn là có thể đang chứa các ion này và bạn sẽ cần phải xử lý nó. Trong nước thải, cái chỉ tiêu tiếp theo, chỉ tiêu vật lý tiếp theo chúng ta tâm đó là cái độ mùi H2S và CH4. H2S và CH4 đó là sản phẩm của quá trình phân hủy các chất hữu cơ. H2S đấy, vì lý do đấy, ví dụ như là trong thành phần chất hữu cơ của chúng ta là có protein, và khi mà bạn phân hủy protein này thì nó cũng sẽ có tạo ra các khí, đó là khí H2S chẳng hạn. CH là sản phẩm của cái quá trình là phân hủy kỵ khí của các chất hữu cơ, và nó sẽ là lên men để nó tạo ra cái mùi của khí metan CH4 này. Nhóm thứ hai chúng ta dùng, những chỉ tiêu thứ hai chúng ta dùng để đánh giá nước thải, đó là các chỉ tiêu hữu cơ về hóa học. Đối với cả chỉ tiêu hóa học này, chúng ta sẽ xem xét một số chất, chúng ta sẽ xem xét chỉ tiêu về chất hữu cơ, chúng ta sẽ đánh giá về hàm lượng các kim loại nặng ở trong nước thải có không, rồi cuối cùng đó là hàm lượng về các chất dinh dưỡng, ví dụ như nitơ và phosphor. Chỉ tiêu về hóa học, chỉ tiêu về chất hữu cơ thì gồm có chỉ tiêu về BOD và COD như cô với các bạn ở phía trên. Với cả hàm lượng kim loại nặng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kim loại đó, ví dụ như là về là arsen, về mangan, về sắt, về chrome, nickel, cadmi, vân vân. Cùng với cả hàm chỉ tiêu hóa học thì chúng ta sẽ xem xét đến sự có mặt của các chất dinh dưỡng có trong nước thải, chủ yếu đó là các hợp chất của nitơ và phospho ạ. Nitơ này thì sẽ là có thể có tồn thể tồn tại tại cái dạng như là nitơ hữu cơ, nitơ amoni, nitrit, nitrat. Và chúng ta đánh giá đó là cái tổng nitơ. Nitrit thì sẽ là chất độc và nó sẽ là gây bệnh cho con người. Còn nitrat thì sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh thái, đến cái hệ sinh thái của cái nguồn tiếp nhận, đặc biệt khi chúng ta xả nước thải vào hồ ạ. Phosphor thì liên quan đến cái chuyển hóa các chất ở trong cái trầm tích của nguồn tiếp nhận, ví dụ như ví dụ, trầm tích của sông hay là bùn của hồ, và nó sẽ gây ra cái hiện tượng, ví dụ như là hiện tượng là phú dưỡng, nước nở hoa ở trong các nguồn tiếp nhận khi mà hàm lượng phosphor nó quá lớn. Đối với cả nhóm chỉ tiêu vi sinh thì chúng ta sẽ xem xét đến hai cái chỉ tiêu, đó là coliform và là E. coli. Ở đây trong với các tiêu chuẩn hiện giờ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái chỉ tiêu, đó là tổng coliform là bao nhiêu, và thứ hai đó là chuẩn số coli, đó là đánh giá với cả cái hàm lượng là E. coli ấy. Bây giờ bạn tạm nghỉ giải lao ít phút trước khi chúng ta học tiếp sang các thành phần tính chất tiếp theo của nước thải đô thị nhé.
Xin lỗi cả lớp ạ, vừa rồi mạng nhà cô nó hơi vấn đề, cô bị out ra ngoài. Rồi, vậy là xong chương trước. Trong tiết trước là chúng ta vừa tìm hiểu xong về là thành phần và một chỉ tiêu dùng để đánh giá nước thải đô thị. Bây giờ chúng ta sẽ xem là trong nước thải đô thị có những cái tính chất gì ạ? Như các bạn ạ, như cô vừa đã giới thiệu với các bạn ý, là trong nước thải đô thị chúng ta sẽ có các thành phần, ví dụ như các chất hữu cơ này, có thể một các chất dinh dưỡng này, có một số các chất độc, có một số chất kim loại nặng, có một số các chất độc phân, và các thể kế, các sự có mặt của các chất ở trong môi trường nước thải, nó cũng sẽ dẫn đến đấy là có các quá trình sự chuyển hóa của các chất này. Mỗi chất nó sẽ có một cái quá trình chuyển hóa nhau và nó sẽ là hình thành nên quy định ra cái tính chất của nước thải đô thị ạ. Ở đây chúng ta sẽ thấy, ví dụ chúng ta sẽ xem xét với một số tính chất, ví dụ như là những cái khả năng nitrit và nitrat hóa của nước thải đô thị. Chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ xem xét đến các quá trình hòa tan và tiêu thụ, cũng như là cái độ ổn định tương đối của nước thải. Và chúng ta sau đấy là chúng ta trong buổi hôm nay này, chúng ta sẽ xem tiếp đến là những cái tính chất như vậy của nước thải thì nó sẽ có ảnh hưởng gì đến nguồn nước khi mà chúng ta xả nước thải ra cái nguồn tiếp nhận ạ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái khả năng nitrit và nitrat hóa của nước thải đô thị. Trong thành phần nước thải đô thị, vì nước thải đô thị sẽ là tiếp nhận các chất bài tiết có trong thành phần nước thải sinh hoạt. Vì thế nên chúng ta sẽ thấy rằng trong nước thải đô thị sẽ có các thành phần, ví dụ như là đạm nucleic acid hay là nitơ ở dưới dạng là các hợp chất hữu cơ. Nitơ ở dưới dạng các hợp chất hữu cơ này thì khi mà đi vào trong môi trường nước thải thì nó sẽ dần dần được phân hủy để tạo ra là ammoni NH3. Đồng thời nó cũng sẽ ăn NH3 này trong nước ấy, thì nó sẽ là tạo ra cái NH4 ion, đó là NH4+, đây là nitơ amôn. Vậy dạng tiếp theo của nitơ có ở trong nước thải đó là nitơ amôn. Thì nitơ amôn NH4+ này sẽ tác dụng với cả oxy, với tác dụng với cả oxy để tạo ra đó là NO2, đó là các muối nitrit NO2- này, nitrit này rất là dễ bị oxy hóa, tác dụng với cả oxy để tạo ra đó là nitrat NO3- này, nitrat này. Nếu như bạn xem xét đến cái quá chu trình của nitơ trong tự nhiên ấy, thì nitrat này hoàn toàn có thể được phân hủy trở lại để tạo ra là khí nitơ trở lại trong môi trường không khí. Còn nếu như bạn cứ để nguyên cái nitrat này và ở trong cái nguồn vào đưa vào trong cái nguồn tiếp nhận ấy, đối với cả một số những cái đối với nitrat này ạ, thì nó sẽ là cái dạng nitơ dễ phân hủy nhất, dễ để cho các loài thực vật sử dụng nhất. Thực vật nó sẽ sử dụng là nitrat phục vụ cho các quá trình sinh trưởng của nó, sinh trưởng tăng về kích thước và tiếp tục là sản sinh ra các cá thể khác. Khi đấy ạ, đối với cả nông nghiệp của chúng ta thì chúng ta rất là cần cái nguồn nitrat này. Vì thế nên chúng ta phải là bổ sung thêm là gì? Phân đạm vào trong môi trường đất. Còn đối ở trong môi trường nước, đối với cả các môi, đặc biệt là các môi trường là thủy tĩnh, ví dụ như là ao hoặc là hồ chẳng hạn, thì bạn sẽ thấy rằng có quá nhiều nitrat như thế này thì rất là thích hợp cho các loài tảo nó sử dụng. Tảo sử dụng nitrat và nó tiếp tục sản sinh ra thêm là các cá thể tảo mới. Từ đó tảo nó sẽ phủ kín dần dần là nó phủ kín cái mặt hồ của chúng ta. Vòng đời của tảo thì khá là ngắn. Nếu như mà bạn không thu gom, bạn vứt cái tảo này đi ạ, thì tảo này nó sẽ là chết đi và nó sẽ là lắng xuống dưới đáy ao hồ. Thứ nhất, nó hình thành nên là cái lớp bùn mới.
làm cho hổ chúng ta sẽ là có ao hổ chúng ta sẽ là có mồi. Và thứ hai nữa đấy là tảo ấy ạ. Với cả khi mà tảo nó lắng xuống như vậy thì nó sẽ là cũng là thành phần cái chất hữu cơ. Thì cái chất hữu cơ này thì các chất hữu cơ này nó dẫn là bị phân hủy sinh học. Và cái lớp bùn mà nó càng ngày càng dày ấy ạ, thì cái điều kiện thâm xâm nhập oxy vào trong hồ nó sẽ là càng ít đi và nó sẽ gây ra là ngạt cho các loài là tổ các loài thủy sinh vật có ở trong cái môi trường nước hồ đó, trong môi trường hồ đó. Bạn có thể bảo rằng đó là tảo, không phải tảo thì đúng ra là phải tạm tăng cái lượng oxy lên chứ, vì tảo có quang hợp được mà. Nhưng cái quá trình quang hợp bạn nhớ giúp đấy là nó chỉ diễn ra vào ban ngày thôi, khi có ánh sáng, tác dụng của ánh sáng mặt trời. Còn vào ban đêm thì ngược lại, tảo và các loài thực vật khác nó diễn ra, nó sẽ diễn ra cái quá trình là hô hấp. Và cũng giống như là người hay là động vật ấy, thì nó sẽ thải ra cái khí CO2. Như vậy là cái hàm lượng DO, cái hàm lượng oxy hòa tan có trong nước, nó sẽ là dao động rất là lớn giữa mùa đông và giữa những thời các thời điểm trong ngày. Và về cơ bản thì là DO nó bị hụt đi như vậy và ban đêm như vậy, oxy bị hụt đi như vậy thì nó sẽ là cản trở hoạt động sống của các loài tôm cua cả. Đây là cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng là sự bùng nổ tảo trong môi trường nước ao hồ ấy, thì người ta sẽ gọi nó là hiện tượng tảo nở hoa, hay là do là chất lượng hay là do hồ đã bị phù dưỡng, tức là quá nhiều những cái chất hữu cơ và quá nhiều những cái chất dinh dưỡng. Ở đây đó là nitơ và là phốt pho nữa. Đấy là chính vì lẽ đó nên là trong các nhà máy xử lý nước thải hiện nay ạ, và hướng đến là ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ phải xử lý các chất dinh dưỡng này trước khi xả vào nguồn tiếp nhận, và đó sẽ là chúng ta sẽ phải là loại bỏ nitơ, nguyên tố nitơ ra khỏi nguồn. Bằng cách nào? Đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái chu trình nitơ trong tự nhiên này này, chu trình nitơ trong tự nhiên này này để chuyển hóa. Để làm sao? Để chuyển hóa các dạng là nitơ hữu cơ, amoni có ở trong nước, dạng amoni có trong nước thải, chuyển sang các dạng là nitrit, nitrat ở trong trạm xử lý nước thải, và chuyển cái nitrat này trở lại thành là nitơ không khí ở trong cái quá trình gọi là khử nitrat. Thì đấy là cái chu trình nitơ diễn ra ở chúng ta là vận dụng cái chu trình nitơ trong nhà máy xử lý nước thải ạ. Bạn nhớ anh giúp nhé, trong nước thải đô thị vừa mới hình thành ra này, vừa mới từ các nguồn thải ạ, là chúng ta sẽ có đó là nitơ hữu cơ, đó là từ các thành phần như là cặn thừa, cặn bã của thức ăn này, các thành phần là sát sinh, có thành phần là chất bài tiết sát của thành phần xác của động vật hay là thực vật, hay là các chất bài tiết của con người. Rồi chúng ta sẽ có, và trong cái nước thải ấy, mà mới hình thành ra thì sẽ có đó là nó sẽ là dễ dàng là bị phân hủy các thành phần nitơ hữu cơ và amoni và amoniac ấy, thì dễ hình thành nên là amoni, nitơ amon. Vì vậy khi sự có mặt của nitơ amon NH4 cộng ở trong nước chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nước thải, chứng tỏ rằng là nước thải mới được hình thành. Nếu như bạn phân tích nước nguồn, mỗi nước nguồn mà bạn thấy có amoni thì chứng tỏ rằng đó là nước nguồn là mới bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt. Còn sau đấy này, amoni này rất là dễ dàng bị chuyển hóa tạo thành là nitrit và nitrat. Đó là cái quá, nếu như chuyển thành nitrit thì chúng ta sẽ có quá trình là nitrit hóa, chuyển thành nitrat thì chúng ta sẽ có quá trình là nitrat hóa. Quá trình nitrit và nitrat này, sự có mặt của nitrit này thì nó sẽ gây ảnh hưởng đối với cả sức khỏe của con người. Thì nó cản, ví dụ như là nitrit mà đi vào trong máu ấy ạ, thì sẽ là cản trở sự kết hợp của hemoglobin với cả oxy, làm cho là hemoglobin không thể vận chuyển được oxy, làm cho máu tức là không tiếp nhận đủ oxy để vận chuyển đi nuôi cơ thể. Nó gây ra cái tình trạng là đó là bệnh thiếu máu. Còn nitrat thì sẽ là yếu tố dinh dưỡng gây ra hiện tượng phú dưỡng, hiện tượng nước nở hoa trong các nguồn tiếp nhận. Sự có mặt của nitrat chứng tỏ rằng là cái nguồn nước đó đã bị nhiễm bẩn nước thải trong một thời gian dài, thì nó mới chuyển được là từ NH4 cộng về cái dạng cuối cùng đó là nitrat. Còn cái quá trình khử nitrat này, đó là giúp cho là loại bỏ nguyên tố dinh dưỡng nitơ ra khỏi nước thải
sinh hoạt và ra khỏi nước thải đô thị và tránh được các hiện tượng phì thối rữa cho nguồn tiếp nhận sau này. Đấy là ý nghĩa của cái quá trình đó, là đấy là ý nghĩa của cái việc chúng ta xem xét đến khả năng nitrate và nitrat hóa của nước thải sinh hoạt, của nước thải đô thị ạ. Cái khả năng tiếp theo của nước thải đô thị, thì chất tiếp theo của nước thải đô thị mà bạn cần quan tâm đó là quá trình hòa tan và tiêu thụ oxy. Đối với cả nước thải, trong thành phần nước thải chúng ta sẽ có các hợp chất cơ và có thêm cả một số những cái loài vi sinh vật. Thì cái khả năng người ta gọi và cái các con vi sinh vật này nó có cái khả năng là hấp thụ ăn các hợp chất hữu cơ để chuyển ra cái sản phẩm cuối cùng, đó là khí CO2 hoặc là khí CH4. Khí CO2 nếu như là trong môi trường của chúng ta ấy, trong môi trường đấy nhá, là chúng ta cung cấp được thêm khí, chúng ta thấy là có khí oxy. Còn khí CH4 trong trường hợp là môi trường nước thải là không có cái khí oxy. Và cái quá trình mà chuyển các hợp chất hữu cơ, chuyển các hợp chất hữu cơ tạo ra các sản phẩm, chuyển hóa các chất hữu cơ để tạo ra các sản phẩm là khí CO2 và khí CH4 ấy, các dạng hợp chất vô cơ ấy ạ, thì người ta sẽ gọi đó là cái quá trình là khoáng hóa. Và quá trình khoáng hóa các hợp chất hữu cơ của trong nước thải diễn ra là nhờ hoạt động của các loài vi sinh vật. Và trong cái quá trình đó thì các loài vi sinh vật nó sẽ phải sử dụng đến là quá trình đến là cái khí oxy. Khí oxy là O2 phân tử hoặc là oxy liên kết ở trong các hợp chất, ví dụ như là NO2 là O3, các hợp chất nitrit, hợp chất nitrat đấy. À, có thể ở trong các hợp chất sinh phát nữa. Nhé. Nên cái quá trình mà sử dụng oxy có thể ở dạng là oxy tự do O2 hoặc là oxy liên kết trong các hợp chất nitrit NO2- hoặc các hợp chất nitrat NO3- hoặc các hợp chất sinh phát SO42- đấy, để chuyển hóa các chất hợp chất hữu cơ ấy. Thì người ta gọi đó là cái quá trình là tiêu thụ oxy có ở trong nước thải. Như vậy bạn sẽ thấy rằng oxy có ở trong nước thải sẽ là bị mất đi. Và bây giờ oxy, chúng ta sẽ cần là phải bổ sung oxy vào trong nước thải. Thì bổ sung là nghĩa là chúng ta vẫn tận dụng qua quá trình nào. Thì chúng ta sẽ xem xét đến cái quá trình hòa tan của oxy vào nước. Cái quá trình hòa tan của oxy vào nước này, oxy mà muốn bổ cập vào trong nước thải nhỉ, là chúng ta sẽ sử dụng cái quá trình hòa tan oxy vào nước. Và thường thì cái quá trình hòa tan này diễn ra do cái sự chênh lệch về nồng độ oxy ở bên ngoài và bên trong của nước thải, hay là bên trong của nước thải với cả cái môi trường không khí bao xung quanh. Như vậy quá trình hòa tan oxy vào nước thì sẽ diễn ra do cái chênh lệch của nồng độ oxy bên ngoài và bên trong của nước thải đó. Chúng bổ sung thêm oxy vào. Còn oxy thì bị mất đi là do cái quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật. Khi đấy, nồng độ, một khi mà vi sinh vật nó đã tiêu thụ oxy đi rồi, thì tức là cái nồng độ oxy bên trong khối nước thải nó bị mất đi. Bên ngoài, khối bên ngoài, không khí bên ngoài mà vẫn còn có thể phải cung cấp được oxy ấy, thì nó sẽ là liên tục bổ sung thêm vào. Thì khi đấy, cái sự cân bằng của oxy sẽ diễn ra, sự cân bằng của oxy sẽ giúp cho các quá trình khoáng hóa và tiêu thụ, quá trình khoáng hóa, tiêu thụ và hóa tan oxy diễn ra là được cân bằng với nhau. Tuy nhiên trong những trường hợp mà cái quá trình khoáng hóa diễn ra quá mạnh chẳng hạn, và chúng ta không bổ sung thêm cái độ chênh lệch độ oxy không đủ để chúng ta có thể để là oxy có thể từ bên ngoài đi vào bên trong môi trường nước thải, thì khi đấy cái môi nước thải của chúng, môi trường nước thải của chúng ta ấy, cái môi trường mà tiếp nhận nước thải của chúng ta ấy, thì sẽ là hình thành nên gọi là môi trường gọi là yếm khí, là không còn oxy nữa. Thì các quá trình, cái sản phẩm cuối cùng của cái quá trình khoáng hóa ấy sẽ tạo ra đó là các khí CH4 hay là các khí H2S, và nó gây ra mùi rất là hôi thối và khó chịu. Em nhé, chúng ta sẽ đánh giá cái hiệu quả của chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ tiêu đó là chỉ tiêu oxy hòa tan DO để đánh giá và xem xét cái quá trình hòa tan và tiêu thụ oxy này. Đối với cả cái có chỉ tiêu oxy hòa tan DO này ấy ạ, thì đối với cả các công trình mà
ở điều kiện thiếu khí để đủ oxy ạ, thì nó sẽ phải là trên là 6 mg trên lít. Và chúng ta sẽ áp dụng các quá trình hòa tan và tiêu thụ oxy này để có thể là xử lý nước thải. Xử lý nước thải. Cụ thể đây là xử lý các thành các chất hữu cơ có ở trong nước thải. Bạn có thể sử dụng các quá trình tự nhiên, ví dụ như là tận dụng cái sự chênh lệch nồng độ oxy tự nhiên giữa bên trong và bên ngoài của nước thải. Hoặc bạn có thể tận dụng các quá trình hoặc là bạn có thể phải bổ sung thêm oxy vào. Trong trường hợp chúng ta tận dụng, chúng ta sử dụng cái hiệu quả bổ sung oxy từ các quá trình tự nhiên ấy, trên là nồng độ oxy là tự nhiên ấy, thì chúng ta có các quá trình xử lý nước thải nhân tạo và sự tự nhiên, ví dụ như trong các cánh đồng, ví dụ như trong các bãi lọc trồng cây, các cánh đồng tưới, cánh đồng lọc và có trong hồ sinh học. Hoặc chúng ta có thể sử dụng các biện pháp thổi khí oxy vào, thì chúng ta sẽ có trong các công trình xử lý nhân tạo, đó là các bể biofilm, các bể aeroten, các hệ SBR xử lý sinh học hoạt động gián đoạn theo mẻ, có các kênh oxy hóa tuần hoàn. Thì những cái biện pháp này chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp theo ở cái chương thứ 12 là về các quá trình xử lý nước, các công trình để xử lý nước thải. Chúng ta sẽ tận dụng cái quá trình hòa tan và tiêu thụ oxy này để xem xét và tăng cường cái khả năng tự làm sạch nguồn nước. Để cho các chất hữu cơ còn ở trong lải đô thị khi mà vào trong nguồn nước tiếp nhận thì sẽ là được các loài vi sinh vật có ở trong cái nguồn đó xử lý như thế nào đấy để là làm sạch nó đi. Đấy là tính chất thứ hai về quá trình hòa tan và tiêu thụ oxy có ở trong cái nguồn nước thải đô thị. Trong nước thải đô thị bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ cần có oxy để làm sạch nước thải đó. Và oxy có ở trong nước nó sẽ tồn tại trong nước thải đô thị ấy, thì nó có thể tồn tại ở hai cái dạng. Thứ nhất đó là oxy tự do là O2 phân tử, oxy phân tử đấy, từ trong không khí. Và oxy này là sẽ được tích tán từ không khí vào. Dạng thứ hai của oxy ấy, đó là oxy liên kết tồn tại ở các hợp chất như là nitrit và nitrat, tức là nó phải liên kết với cả các nguyên tố khác. Và cái lượng oxy hòa tan tích tán từ không khí này, O2 này cộng với cả cái oxy liên kết này thì người ta sẽ gọi là cái lượng oxy dự trữ có ở trong nước thải. Bây giờ oxy thì là cần thiết cho các quá trình sinh học, trong các quá trình sinh học phân hủy các hợp chất hữu cơ của vi sinh vật. Và cái quá trình và người ta sẽ thấy rằng lượng oxy mà càng nhiều ấy ạ, lượng oxy càng nhiều thì cái khả năng phân hủy sinh học của nước thải có trong nước thải đó, của các loại vi sinh vật có trong nước thải đó, nó diễn ra là càng tốt. Và cái tỷ số này người ta sẽ gọi là cái độ ổn định tương đối của nước thải, ký hiệu bằng S, là tỷ số tính theo phần trăm giữa lượng oxy dự trữ dưới dạng oxy hòa tan, nitrit và nitrat với cái nhu cầu oxy hóa sinh hóa hoàn toàn của nước thải đó. S, chỉ tiêu S mà càng cao thì chứng tỏ rằng là nước thải càng dễ làm sạch, tức là càng dễ là loại bỏ các hợp chất hữu cơ và chúng ta là càng tránh được cái hiện tượng là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Ở đây bạn sẽ cần phải lưu ý một số cái khái niệm, đó là lượng oxy dự trữ này là gồm có những cái lượng gì. Lượng oxy dự trữ thì gồm có là oxy hòa tan, nitrit và nitrat. Đồng thời chúng ta lưu ý đến là nhu cầu oxy hóa sinh hóa hoàn toàn. Ở đây nhá, thì các bạn quay trở lại với cả khái niệm về BOD5 và BOD20. Như bạn có nhớ không, như tiết trước cô vừa nói với bạn, đó là BOD5. BOD5 là khả năng của con vi sinh vật, khả năng sử dụng oxy để oxy hóa các chất hữu cơ trong thời gian là 5 ngày. Và các hợp chất hữu cơ ấy ạ,
hợp chất hữu cơ có nước thải thì nó sẽ có tụ sự lại của các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phospho. Thì ở đây cái khả năng là chuyển hóa của biodynamic thường là nó sẽ chỉ là phân hủy các hợp chất hữu cơ tạo ra là khí CO2 và cái phần phấn bơi thì là vẫn còn lại, cái phần nitơ là vẫn còn lại. Còn đối với cả BOD20, BOD5 và BOD5 như vậy là với cả BOD5 thì là sẽ là phân hủy các carbon hydrate, tức là phân hủy đến carbon thôi. Còn đối với cả nitơ thì sao? Nitơ thì cái con vi khuẩn ấy mà nó có khả năng ăn nitơ ấy, thì nó ăn chậm hơn, nó cả khả năng cạnh tranh của nó là kém hơn so với các loài vi khuẩn mà có khả năng là ăn carbon. Vì thế nên là trong thời gian sau khi mà vi khuẩn ăn carbon là đã ăn no sẽ ăn đủ rồi ạ, thì mới chuyển đến cái bước tiếp theo, đó là các loài vi khuẩn sử dụng nitơ. Thì các loài thì nó sẽ là chuyển các loài này, nó sẽ chuyển hóa nitơ thành cái dạng đó là nitrit và nitrat. Nó sẽ thể hiện ở cái chỉ tiêu BOD5 là BOD5 còn dưới là khoảng 15 mg/L. Và để mà xử lý hoàn toàn được cái nitơ, được xử lý được hoàn toàn các chất hữu cơ mà có nitrit có nitơ này này thì đấy là nhiều hoạt đề, thì đấy chúng ta sẽ phải dùng cái chỉ tiêu là BOD20. Và người ta sẽ phân loại cái khả năng xử lý sinh học hoàn toàn hay không hoàn toàn của nhà máy xử lý nước thải ạ, dựa vào cái chỉ tiêu BOD5 này. BOD5 mà dưới 15 mg/L thì chứng tỏ rằng là nhà máy đã xử lý sinh học là hoàn toàn rồi, và chúng ta sẽ có cái khái niệm nữa, và chúng ta sẽ có đó là nhu cầu oxy hóa sinh hóa hoàn toàn, tức là đưa được BOD5 xuống dưới là 15 mg/L ạ. Ý nghĩa của cái độ ổn định tương đối của nước thải S này là gì? Đó là sẽ là đánh giá được mức độ xử lý, cái khả năng có thể xử lý sinh học của nước thải đô thị. Em biết đấy là ý nghĩa của cái độ ổn định tương đối của nước thải. Bây giờ là nước thải đô thị. Chúng ta thấy rằng là đã bị biến đổi về tính chất và thành phần so với cả nước cấp ban đầu rồi, so với cả nguồn nước sạch ban đầu rồi. Bây giờ khi mà chúng ta xả nước thải đô thị mà không qua làm sạch vào trong nguồn nước thì có được không? Nếu như mà xả như vậy thì nó sẽ làm gây ảnh hưởng đến nguồn nước của chúng ta. Ảnh hưởng đầu tiên đấy là gì? Bạn sẽ thấy rằng cái nguồn nước của chúng ta, cái nước thải đô thị của chúng ta ấy ạ, là có chứa nhiều các thành phần cặn lơ lửng, thôi thì có chứa nhiều các chất rắn. Thì một khi mà nó xả ra môi trường như vậy thì ngay tại vị trí của cái miệng xả là thành phần cặn này nó không đi được xa mà nó sẽ là lắng ngay trực tiếp tại cái khu vực miệng xả, và dần dần tại cái khu vực đấy nó sẽ là bị bồi đắp dần lên hình thành ngay một cái lớp bùn ngay tại phía dưới khu vực miệng xả. Đồng thời ạ, dày quá ạ thì nó sẽ là cản trở cái khả năng xả của nước thải ra, dần dần là nó sẽ lại bị kín cái miệng xả này. Như vậy là cái đầu tiên đấy là sẽ là xảy ra, đó là lắng cặn tại cái khu vực miệng xả. Thứ hai nữa trong nước thải có chứa nhiều thành phần các hợp chất hữu cơ, mà khi mà xả ra nguồn như vậy thì các hợp chất hữu cơ này sẽ được các con vi khuẩn có ở trong, các con vi khuẩn có trong sông nó sử dụng, có trong sông, có trong hồ nó sử dụng. Khi đấy thì để sử dụng được thì nó sẽ phải cần có oxy, và cái nồng độ oxy có ở trong sông hồ, có ở trong sông hồ tiếp nhận đấy về ở phía hạ lưu của miệng xả nó sẽ là bị giảm đi, do là các con vi khuẩn nó là sử dụng để mà tiêu thụ oxy rồi. Là khi mà cái khả năng bổ cập oxy của cái nguồn đó mà nó không đảm bảo ấy ạ, ví dụ như là oxy khuếch được không khí vào không đủ này, oxy của các loài thủy thực vật có loài tạo mà không bổ sung kịp ấy, thì dần dần là cái con sông hồ đó nó sẽ là bị thiếu hụt oxy trầm trọng, nó dẫn ra cái môi trường nó và cái quá trình diễn ra ở trong sông hồ này, quá trình oxy hóa nó sẽ diễn ra ở trong cái môi trường là yếm khí, và dẫn đến là xảy ra các mùi hôi thối khó chịu ở trong nước sông và nước hồ. Hiện tượng thứ ba
Nếu như chúng ta không xử lý nước sông, chúng ta mà không xử lý nước thải được trực tiếp ra nguồn ấy ạ, nó sẽ là gây ra những cái hiện tượng phú dưỡng. Để gây ra các hiện tượng phú dưỡng, ví dụ như ở trong các, đặc biệt là ở trong các hồ, thì bạn sẽ thấy đấy là hồ, đấy là nước hồ có cái màu xanh rất là đậm đặc, màu xanh lá cây đậm. Đó là do sự có mặt của các loài tảo có ở trong nước hồ. Tảo nó sẽ là sử dụng nitơ và phốt pho cho các quá trình sinh của nó, nitrat và phốt phát ấy. Trong đó này thì thực ra thì đối với cả nước thải đô thị Hà Nội ạ, thì thành phần phốt pho không nhiều. Thì cái nguyên tố mà nó gây ra hiện tượng phú dưỡng chủ yếu để ở đây để là chính là cái nitơ. Cuối cùng, một cái nguy hại cuối cùng của hiện tượng của cái việc mà chúng ta không xử lý nước thải đô thị, đó là sự tồn tại của các loài vi sinh vật gây bệnh có ở trong nguồn nước. Các loài vi sinh vật gây bệnh này nó sẽ dễ dàng là gây bệnh cho các đối tượng sử dụng nước ở phía đằng sau. Ví dụ như ở Hà Nội của chúng ta nhé, chúng ta là thu gom nước thải và chúng ta xả ra bên ngoài. Hiện giờ chúng ta thu gom về và chúng ta bơm ra bên ngoài, xả ra bên ngoài. Và ở chỗ là cái hồ đầu mối Yên Sở, vị trí trạm bơm Yên Sở và xả vào sông Hồng. Như thế ạ, bạn lưu ý này, sông Hồng có thể, cái vị trí viện xả của chúng ta ấy, thì là ở phía hạ lưu của thành phố Hà Nội, khu vực vị trí phía dưới của thành phố Hà Nội. Nhưng nó, cái phần sông đấy ạ, thì nó lại là nằm ở phía thượng lưu của các tỉnh phía Hà Nam, Hưng Yên. Và khi mà nước thải trong nguồn nước mà cái hàm lượng vi khuẩn gây bệnh nó lớn như vậy, thì khi mà người dân ở các tỉnh phía Nam của Hà Nội họ sử dụng nước nguồn nước này cho tưới tiêu hoặc là cho sinh hoạt của họ, thì rất dễ dàng là mắc các bệnh về đường nước. Vì thế nên chúng ta sẽ lưu ý là cần phải xử lý nước thải đô thị đảm bảo chỉ cho phép dùng mới là xả ra môi trường bên ngoài ạ. Thì hiện giờ có một số chúng ta sẽ căn cứ các tiêu chuẩn ví dụ ra để đảm bảo chất lượng nước sông hồ, đảm bảo chất lượng nguồn tiếp nhận ra sao, chất lượng nước sông hồ hiện giờ đang phải được định cho các mục đích gì để chúng ta có thể lựa chọn cái mức độ xử lý nước thải cần thiết. Ở đây, ạ, thì để mà nước cấp nước mà các nguồn nước mà đảm bảo được cái tiêu chuẩn sử dụng, đảm bảo được cái tiêu chuẩn sử dụng, thì chúng ta sẽ có những cái quy định rất là chặt chẽ về cái bảo vệ nguồn nước đó, về cái chất lượng nước như thế nào, các chỉ tiêu oxy hòa tan DO này, các chỉ tiêu SS với BUD5 và COD có ở trong nguồn nước đó phải đảm bảo ra sao. Nếu như chúng ta có thể xử lý nước thải đạt được đến là sạch như là yêu cầu cho phép của nước sông, của cái nguồn tiếp nhận đó, thì rất là lý tưởng và rất là tốt. Ví dụ như này là cái BUD5 ấy ạ, có trong nước sông, nước hồ mà dùng trong có mục đích là cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt, thì nó phải là tầm khoảng 10 mg trên lít cơ. Hoặc là những cái chỉ tiêu, hoặc là đối với cả mục đích mà tưới tiêu chẳng hạn, thì nó phải là khoảng 15 mg trên lít. Cái hàm lượng cặn lơ lửng của nó ấy, thì cũng phải là tầm khoảng 15 mg trên lít. Khi đấy ạ, thì cái gì để mà đảm bảo được cái mức xử lý như vậy, thì nước thải ở trong các nhà máy xử lý nước thải nó sẽ phải, cái dây chuyền công nghệ sẽ phải xử lý đạt được đến các chỉ tiêu BUD5 dưới là 10 mg trên lít, thì cái dây chuyền công nghệ của chúng ta sẽ rất là phức tạp, phải yêu cầu các công nghệ xử lý ở bậc cao, từ đó mà sẽ là đẩy cái giá thành của nước xử lý nước thải lên, đẩy cái giá thành quản lý vận hành của xây dựng quản lý vận hành của toàn bộ hệ thống nước thải rất là cao. Thì nó rất là, khi đấy chúng ta biết rằng là cái giá thành của chi phí dành cho hệ thống thoát nước ấy, thì một phần đến từ là nước cấp, phí bảo vệ môi trường 10% trong hóa đơn tiền nước của các bạn, mà chủ yếu là từ các nguồn vay. Như vậy thì bài toán kinh tế sẽ không đảm bảo. Nhưng chúng ta có thể chỉ cần xử lý nước thải đến một cái mức độ cho phép, với
với cả các chỉ tiêu có giá trị là cao hơn giá trị của nước sông và nước hồ, phục vụ cho cái mục đích nào, phục vụ cho các mục đích quy định. Bằng cách nào ạ? Đó là chúng ta sử dụng, chúng ta tận dụng cái quá trình gọi là quá trình tự làm sạch của nguồn nước. Một cái quá trình tự làm sạch của nguồn nước. Vì sao? Vì khi mà chúng ta xả nước thải ra, thì từ cái vị trí của miệng xả nước thải cho đến cái vị trí mà chúng ta lấy nước vào ở phía hạ lưu ấy, thì sẽ có một cái khoảng cách nhất định, có thể là 500 mét là tối thiểu, cho đến là vài km. Thì khi đấy, trong cái quá trình mà nước chảy như vậy ạ, thì trong nước nó cũng sẽ diễn ra cái quá trình tự làm sạch. Đó là cái quá trình, nó sẽ gồm có hai giai đoạn. Thứ nhất đó là nước thải ạ, là sẽ là được xáo trộn vào với cả môi trường nước của cái nguồn tiếp nhận đó, môi trường nước của nguồn tiếp nhận. Sau đó là bản thân trong cái nguồn tiếp nhận nó vẫn có cái hệ vi sinh vật của nó. Nó vẫn có cái dòng chảy, nó vẫn có cái quá trình là hòa tan và khuếch tán oxy chẳng hạn. Thì các quá trình này, hoạt động công trình này, hòa tan khuếch tán oxy này, cộng thêm đến cả hoạt động của các loài vi sinh vật, thì cũng sẽ là góp phần tiếp tục xử lý tiếp cái phần nước thải đô thị để mới được xả thêm vào. Và người ta sẽ gọi sự kết hợp của hai cái quá trình đó là cái quá trình là tự làm sạch. Là cái khả năng tự làm sạch của nguồn nước là bởi vì là mỗi cái nguồn nước đều có khả năng tự làm sạch như hoạt động của các loài vi sinh vật phù du, rồi các loài thủy vật và là thực vật nổi ạ. Và cái khả năng tự làm sạch này nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái khả năng đó là ví dụ như là cái sức gió của cái khu vực đó ra sao. Vì gió nó cũng sẽ góp phần là hòa tan và khuếch tán oxy vào trong nước. Rồi cái khu vực đó nó có nhiều các loài thực vật nổi không để bổ sung thêm oxy vào. Rồi cái khu vực, rồi cái con sông đó có dòng chảy của nó có rối hay không, cái dòng chảy đó cái vận tốc nước chảy nó có xiết hay không. Nước chảy càng xiết mà lưu lượng càng lớn thì sẽ là khuếch tán nước thải, pha loãng nước thải vào sông được càng tốt. Cái dung tích của hồ nó có lớn hay không để có thể là pha loãng được nước thải đô thị, tiếp nhận được nước thải đô thị đó, vân vân. Thì những cái khả năng tự làm sạch này, cái khả năng tự làm sạch của nước nguồn ấy, nó sẽ phụ thuộc vào chế độ thủy động nước hồ, gió, nhiệt độ và ánh sáng mặt trời. Chính vì có cái khả năng tự làm sạch này mà thay vì chúng ta xử lý nước thải phải đạt được đến sạch như là cái nước nguồn cỡ là khoảng 5-10 mg BOD 5 ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ là xử lý để làm sao là nó chỉ còn khoảng là chúng ta chỉ cần xử lý đến mức độ là khoảng 20-30 mg/lít. Thì lúc đó với cả cái mức độ là BOD 5 khoảng 20-30 mg/lít thì cái dây chuyền công nghệ của chúng ta sẽ là xử lý ở mức thấp hơn, nó sẽ là công nghệ đơn giản hơn, quản lý vận hành nó dễ hơn so với các công trình xử lý bậc cao. Cái phương pháp dây chuyền công nghệ thì là phía đằng sau cô sẽ giới thiệu tiếp theo cho các bạn. Thì chúng ta sẽ biết được là các xử lý ở các bậc cao thì sẽ dùng các công trình gì và quản lý. Thì chúng ta sẽ là sẽ hoạt động của nó, cơ chế hoạt động của nó ra sao và chúng ta có thể là quản lý và vận hành như thế nào. Và nhờ cái việc mà tận dụng cái khả năng tự làm sạch của nguồn nước ấy ạ, chỉ xử lý nước thải với một cái giá trị nhất định, nên chúng ta có thể là làm thay đổi chất lượng nước nguồn tại cái vị trí miệng xả. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta là xả nước thải ra và chúng ta sẽ phải xem là có những cái điều kiện vệ sinh nào để chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể xả nước thải ra được. Khi mà chúng ta xả nước thải ra nguồn ấy ạ, thì chúng ta sẽ phải đảm bảo hai cái điều kiện để điều kiện cần và điều kiện đủ, tức là giới hạn chất ô nhiễm tại vị trí miệng xả và tại cái điểm kiểm tra. Điều kiện cần ở đây là gì ạ? Điều kiện cần ở đây là chúng ta xét tại cái điểm kiểm tra này. Chúng ta xét lại tại cái điểm kiểm tra. Điểm kiểm tra này là nó sẽ phải nằm về phía hạ lưu của dòng chảy và nó cách cái điểm lấy nước ấy, cách cái điểm lấy nước cấp ấy, của các tỉnh phía hạ lưu ấy, một cái khoảng có thể là 500 mét. Bạn sẽ xét, bạn lấy mẫu nước ở đấy lên và bạn xem là nó đã đảm bảo, và mẫu nước đấy bạn xem là nó đã đảm bảo cái chất lượng nước bề mặt quy định dành cho chất lượng nước mặt dạy quy định dành cho các mục dành cho các
mục đích tưới tiêu, sinh hoạt, ăn uống hay chưa. Cô lấy ví dụ như này là chúng ta sẽ ví dụ như là tại cái vị trí mà lấy nước sạch lên cho công ty cấp nước của tỉnh Hải Nam, à của tỉnh Hà Nam chẳng hạn. Thì nếu như mà bạn lấy nước trực tiếp ngay tại nguồn, à, ngay tại cái vị trí công trình thu ấy, công trình thu, thì khi đấy chẳng may mà nước có vấn đề gì, nước mà không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước và bề mặt thì rất dễ là gây ra bệnh, gây ra các cái bệnh rủi ro đối với cả người sử dụng nước của tỉnh Hà Nam. Vậy thì chúng ta sẽ phải là lấy ở vị trí cách cái miệng, cái cách cái công trình thu đó một khoảng 500 m hoặc là một km để có kịp xử lý tạm thời ngừng cấp nước, ở tạm thời ngừng thu nước khi có sự cố xảy ra. Đấy là cái điều kiện cần là đảm bảo các quy định về giới hạn chất ô nhiễm tại vị trí của điểm kiểm tra. Còn đối với cả điều kiện đủ thứ hai đó là chúng ta sẽ xác định ngay tại vị trí miệng xả nước thải. Ví dụ như ở đây của chúng ta đó là ngay tại vị trí của miệng xả vào sông Hồng ở phía Hà Nội chẳng hạn. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta xả nước thải ra như vậy thì vẫn có các nguy cơ là lắng thải tại ngay tại cái khu vực miệng xả, có thể là giảm được lượng oxy ngay tại cái khu vực miệng xả đó. Và chúng ta sẽ phải là lấy nước mẫu nước lên để xem rằng là cái nguồn, cái nước thải sau xử lý nó đã đảm bảo là để tránh ra các hiện tượng như trên chưa, ngay tại miệng xả. Đấy là điều kiện cần và là điều kiện đủ khi mà chúng ta xem xét đến các yếu tố điều kiện vệ sinh xả để xả nước thải ra nguồn ạ. Đấy nhá, đấy là nội dung, đấy là cái điều kiện để xả nước thải ra nguồn, đó là bạn phải đảm bảo các quy định về giới hạn chất ô nhiễm tại vị trí miệng xả và tại điểm kiểm tra. Trong đó điều kiện cần là chúng ta áp dụng tại điểm kiểm tra nằm phía trước điểm lấy nước ở khu vực hạ lưu, một khoảng cách đảm bảo an toàn vệ sinh. Còn điều kiện đủ là chúng ta xem cái giới hạn chất ô nhiễm tại cái vị trí ngay tại cái vị trí của miệng xả đấy ạ em nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã tìm, nếu như mà chúng ta đã đảm bảo được các điều kiện vệ sinh này thì sẽ tránh được các yêu cầu, chúng ta sẽ là tránh được các hiện tượng về ô nhiễm môi trường nước. Thì đấy là toàn bộ nội dung mà chúng ta cần phải nắm được về thành phần, tính chất của nước thải đô thị và cái khái niệm về hiện tượng ô nhiễm nước và cái cách xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải. Xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải này là để tránh gây ra hiện tượng ô nhiễm ngay tại vị trí miệng xả và về phía hạ lưu để đảm bảo về là an toàn cấp nước ạ. Mức độ cần thiết để làm sạch nước thải là chúng ta căn cứ vào thêm cả khả năng, căn cứ là để đảm bảo cái điều kiện vệ sinh môi trường và căn cứ tận dụng cái khả năng tự làm sạch của nguồn. Thì các bạn có gì cần hỏi thêm hai cái nội dung này không ạ? Nếu không có gì thì chúng ta có thể dừng buổi học ngày hôm nay tại đây. Nếu không có gì thì chúng ta sẽ dừng buổi học hôm nay tại đây nhé. Chào các bạn. Chào cô.